Hello anh em nha, chia sẻ với anh em ơi. Chia sẻ lên anh em ơi, bàn tay lên. Đêm nay đêm cuối mình chia sẻ cho mọi người nhá. Rồi mai bắt đầu chúng ta sẽ khai giảng khóa học mới. Đêm mai tạm xa anh em để gặp những anh em trong nhóm học online. Gần 100 anh em, tất cả chúng ta vui lòng truy cập vào cái đường link Zalo 0909 để chúng ta vào nhóm. Cảm ơn anh em. Rồi và hôm nay tôi chia sẻ cái ngắn gọn, nó không mang được 100%, nó sẽ là đạt khoảng 5 đến 70% về con CKB. Thì hy vọng rằng anh em tôi sẽ sử dụng cái đồng hồ đo và đồng thời chúng ta sẽ để lại comment ở phía dưới luôn. Rồi và hôm nay tôi cũng bình thường cũng chẳng biết anh trai đó là ở đâu. Anh trai cũng nhờ tôi một con xe Avalanche 26. Tôi xin phép được giấu tên luôn. Tôi thì chẳng bao giờ đăng người ta lên trên mạng làm cái gì cả, bởi vì cuộc sống này người ta yếu, đúng không? Thì người ta cần mình giúp. Thì những lúc nào tôi giản, tôi giúp được cái gì thì tôi giúp, không giúp được thì anh em phải thông cảm, đúng không? Bởi vì sao? Ít, thứ nhất là chúng ta ít va chạm với dòng xe phu xăng điện tử. Thứ hai, anh em không chịu học. Không học, không bỏ tiền ra học cũng được, thì anh em có thể lên trên mạng, lên trên app. Tất cả những app như kiểu ALL Moto đang rất chi là miễn phí cho anh em. Hoặc là cái app bên công ty Minfong, nó đang là miễn phí. Hoặc là đồng thời 1 năm có 3 triệu, à 1 năm có 300 nghìn. Hoặc là những quyển tài liệu này tràn lan tí tắc ở trên cộng đồng mạng, đúng không? Còn anh em thích nữa, cái quyển này nó rẻ, có mấy chục ngàn tiền in. Anh em thích mình in cho có gì đâu. Rồi, ở trong này hầu như nó khá là nhiều anh em ạ. Chân IC bảng mã lỗi thì hy vọng các anh chịu khó học. Cuộc sống mà, chúng ta phải cố gắng học không mất tiền, hoặc đồng thời mất tiền ít hay tiền nhiều tùy theo cái môi trường của các bạn đầu tư và các bạn học. Không có tiền thì chúng ta nên học mod. Nè, học mod để tập tật để chúng ta làm cho chúng ta đỡ vả. Đấy, trên con xe phu xăng điện tử. Như anh này hôm nay thật sự Tuấn vô tình cũng chẳng quen anh đấy, anh ấy có con A Black và đời 2017-2018 ở trạng thái cái đèn FI nó sáng luôn. Thì thật sự đèn FI nó sáng luôn thì hiện tại anh em phải biết là những cái dòng xe đời mới bây giờ đèn chất anh em ạ, à, nó có lỗi gì nó cứ sáng luôn vậy, anh em phải gọi lỗi. Đấy, có máy thì chúng ta đọc bằng máy nó nhanh hơn, không có máy thì chúng ta phải đọc thủ công. Nhưng anh em phải chịu khó đọc thủ công là phải nhớ màu dây nha, cắm lộ là coi như là đi đấy. Đấy, anh em cắm lộn thì đa số nó sẽ là cháy xe ngay. Nếu cái cổng ca lai ôm vào cái dây 12V. Có một con xe chết cực kỳ là nhanh. Có con xe anh em ôm cái dây ca lai và cái dây nguồn 12V để một tiếng không chết. Có vẻ là cũng xe nó chưa tới giờ chết. À, tôi từng nghịch mà anh em. Tôi ở đây chẳng có thứ gì mà tôi không nghịch cả. Nhiều cũng xe anh em thử, có nhiều con xe ấy, anh em lấy cổng ca lai dí vào nguồn 12V cả một tiếng không chết. Có con xe anh em chỉ cần phẹt nhẹ phát xịt khói rồi. Như con xe Vision K44 nhá, K44 nhá. Nhiều con xe anh em dám xịt cái nguồn 12V vào cổng ca lai ấy, là cái dây màu ca lai là anh em biết rồi, anh em âm cả tiếng hồ không chết. Có nhiều dòng xe phát nó phịt phát nó chết luôn. Nó buồn cười. Trên đời chẳng biết là gì giống người vậy. Mẹ đánh đập, đánh chán no mê mỏi không chết. Nhiều thằng này đụng phát chết. Giống là ra ngoài đường, dao người ta đâm, người ta chém hoài không chết. Đấy, cũng là một con người. Nhiều phát đụng phẹt phát chết. Thì chẳng có thằng nào nghiên cứu ra cái mặt IC thế nào là chết hay không. Việt Nam mà chẳng có nào nghiên cứu ra được. Kể cả các ông mà kỹ sư, ông sản xuất ra, ông chẳng biết là nó có chết hay không cả. Ông chỉ biết là ông lập trình cái bo mặt, ông đổ phần mềm vào, thế ông bán. Chúng mày bán là việc của chúng mày, tao là nhà
nghiên cứu nha. Sống chết là kệ chúng mày. Đấy. Thì một hồi anh này anh ấy đọc ra anh bảo tôi là 52 nha. Thế tôi mới hỏi anh ấy là không đề được. Đấy, không đề được. Thì đi kiểm tra CKB thì kiểm tra như thế nào? À, kể cả các anh em có cái máy nha. Anh em kể cả anh em vào cái app nó như thế này luôn, tôi chẳng hạn như vậy, nhiều anh em không biết. Yeah, anh em cứ từ từ ạ. Đây, ok. Rồi. Ở trước mặt anh em là CKB luôn. Rồi bây giờ anh em lên những cái app này này, nó hoàn toàn là miễn phí cho anh em này đúng không? Rồi ALL Moto này. Đấy, ok. Rồi những cái dòng xe đời mới bây giờ nó sẽ không báo nháy, thì anh em phải gọi lỗi. Sao 4G nó yếu sao nhỉ? Ok. Chia sẻ lên anh em ơi, anh em đang xem chia sẻ mạnh lên. Rồi đứng luôn. Chắc là có vẻ là hôm nay app lại đen. Rồi ok. Rồi chúng ta vào phần tra cứu. Chúng ta chọn tương ứng với dòng xe thì Honda rồi. Rồi những cái xe không báo lỗi này. Rồi, em chào anh Tham Bùi nha. Tất cả anh em truy cập vào Zalo, em chuẩn bị vào trong nhóm nha. Anh em nào chưa vào trong nhóm. Rồi không báo lỗi này. Rồi thì chúng ta phải gọi mã lỗi. Yeah, đây nhập mã lỗi này. Chúng ta đếm được 5 chậm 20 nhăn. 5 chậm 20 nhăn lỗi 52. Chất vào cái đèn chất. À, bởi vì cái này biểu tượng về FI. Nó chỉ là gợi ý cho anh em thôi. Nó gợi ý thì anh em không biết thì anh em để cũng toang. Nó gợi ý thôi. Nó gợi ý này, lỗi mặt dây này, hoặc lỗi bên trong cảm biến này. Nó có 3 cái, lỗi IC. Đấy không? Lỗi mặt dây này, lỗi cảm biến này, lỗi ECE. Rồi, bước 1 kiểm tra cảm biến là kiểm tra như thế nào? Bước 2 kiểm tra CKB kiểm tra như thế nào? Tới đây tịt. Tịt. Kể cả các bạn dùng máy, các bạn có mà chẩn đoán tăng cao, có mà chuẩn đoán lên trời thì cũng tịt. Tịt. Được chưa? Tịt. Những anh em nào mà ít va chạm với công nghệ thì anh em có thể tải cái app này về nhà đang miễn phí mà dùng. Đấy, lỗi bao nhiêu lên đây? Remap, Olio, chân IC, miễn phí mà. Rồi, lỗi 12. Không nổ máy. Rồi, lỗi mặt kim phun đo như thế nào? Rất khó khăn cho những anh em nào chưa biết. Thì đương nhiên nó rất là khó thôi. Ở cuộc sống này nó vậy mà. Biết thì nó dễ, không biết thì nó khó. Anh em vào Zalo nhá. Anh em nào chưa vào trong nhóm thì anh em truy cập vào cái Zalo dùm em cái nhá, để đưa nốt vào trong nhóm mai học đấy. Anh em truy cập Zalo nha. Rồi em ghim luôn đường link trên đó nha. Chưa dạy anh em ơi, mai mới dạy chứ. Mai mà đêm nay sẽ là chia sẻ đêm cuối. Rồi em ghim cái bình luận Tuấn Thần Đạt này. Mọi người truy cập vào cái Zalo này 0909755993 nha. Đang ghim. Đó. Thì nếu anh em không được học thì anh em chỉ có gợi ý tới đây thôi. Không biết đo à, rất khó với anh em nên anh em hãy chịu khó. Hãy chịu khó để học. Ok, lối số 8. Số 8 anh em cũng chẳng biết cái gì, chỉ biết là TB nó gợi ý này. Lối mặt cảm biến này. Điều khiển động cơ này. Hoặc lối TB, lối bên trong SM. Kiểm tra gì, điện áp 4V 75 đến 5V 2. Chuyển sang bước 3, đo cái gì đây? Đo cái đường mù. Chỉ có anh em nào biết thì chúng ta mới biết sử dụng. Biết rồi thì phải dạy nữa chứ. Rồi hôm nay em tóm tắt thôi. Rồi ví dụ như anh em học ở trên mạng được à, chỉ chẳng biết gì đo CKB. Tôi sẽ đo cho anh em con CKB này, 3 vố này.
Đây. Được chưa? Đo cái này có hai chức năng đo. Một là đo iốt, hai là đo ôm. Cái này nó anh em phải đo ở thang đo mega ôm nha. Gọi là mega ôm là lên tới tiền tỷ rồi đấy. Nha. Ký. Đầu tiên tôi sẽ để thang đo iốt. Rồi. Ok. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lấy que đỏ làm chuẩn vào cái dây màu nâu sọc đen đi. Cái này là 12V từ IC. Yeah. 12V IC cấp cho nó nha. Anh em nhìn thấy đồng hồ không? Ok, còn anh em nào chưa đăng ký chuyển khoản nhanh nhá, để vào trong nhóm luôn nhá, mai học nhá. Chuyển khoản nhanh đi mọi người ơi. Đêm mai bắt đầu chúng ta học. Rồi, tôi sẽ lấy cái dây màu nâu sọc đen. Rồi, ok. Thứ nhất là cái tay của chúng ta làm mà chưa xong thì chúng ta chẳng làm được cái điều gì mà nó xong cả. Nên anh em phải chịu khó tập. Đấy. Rồi, bây giờ tôi hỏi anh em cái xe KB này gọi là sống hay không nhá. Ở đây, 3 vấu xe đời mới. Rồi, chúng ta sẽ nhìn đồng hồ. Rồi, tôi sẽ đo với 5 giây còn lại ở thang đo iốt. Được chưa? Ok không? Bấm ok cho tôi nhá, ăn dần nhá. Một chiều lên. Ăn dần. Tôi khoái ăn dần lắm á, ăn dâu dê này. Rồi, tôi đo với dây số 2 này. Được chưa? Tôi đo với dây số 3 này. Tôi đo với dây số 4 ở trên cùng bên tay phải này. Tôi đo với dây số 5 ở bên dưới bên tay phải này. Mẹ cái tay tôi cầm cái đồng hồ ở đây nó còn chưa ăn đờn cho các bạn mà nó cứ rung thế này á. Rung rung như vậy thì biết bao giờ mà ok được, kể cả tay nghề các bạn giỏi mà ở cái trạng thái mà tay nghề rung mắt nó yếu thì cũng là làm cái nghề này nó cũng toang thôi chứ. Nè. Đây. Đo lại cho anh em nè. Chân số 2 nè. Số 3 nè. Tôi nhìn qua điện thoại nhá. Nó hơi bị khó nhìn tí. Số 4 này. Số 5 này. Rồi, bây giờ tôi sẽ dùng cái que đen tôi cắm vào lại cái dây màu nâu sọc đen này, tôi sẽ đo dây màu đỏ di chuyển qua 5 sợi dây này, tôi nói sẽ nhanh hơn một chút xíu bởi vì cái này là online, thời gian tôi sắp hết rồi. Không lên này. Ok này. Ok này. Ok này. Ok này. Thế này là ok không? À, xin phép ăn dần ạ. Thế này là ok không? Rồi, vậy từ ấy là tôi đo là một chiều lên và một chiều không lên. À, bây giờ tiếp tục tôi bật thêm thang đo ở mega ohm. 2 mega ohm là lên tiết tỷ tỷ rồi đấy. Rồi, tôi lại lấy cái que đỏ làm chuẩn vào cái dây màu nâu sọc đen này. Rồi, tôi sẽ lấy cái que đen di chuyển còn 5 sợi dây còn lại nhá. Đỏ làm chuẩn. Tiếp. Lên nè. Lên nè. Lên nè. Ok nè. Ok nè. Thế này là tốt không? Tốt không ạ? À? Ok hả? Tốt không? Yeah. Anh em bảo con xe KB này tốt không? Tốt, bấm tôi số 1. Không thì no 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 no. Ok hả? Ok. Ok hả? Yeah. Ok không? Ok à? Gì? Tay em run đo lỡ nhau rồi sư phụ. No no. Rồi anh Nguyễn Giang, thế nào là no no? Anh trả lời giùm em ạ. Anh Nguyễn Giang ơi, anh giúp giùm em cái. Ở trong này anh Tuấn cho em xin vào nhóm học. Yeah. Anh em nào nhóm học tin tài khoản nhá. Anh Nguyễn Giang, dạ, yeah, cho em xin cái phần góp ý ạ. Lý do rồi bây giờ em sẽ đo cục khác. Đây cục này 3 vấu này. No no rồi 1-1. Rồi Lê Văn Mặn, thế nào là no no? Học nói không được cười. Đùa Tuấn ơi. Rồi bây giờ em chơi nè. Con này là con mới nhá. Ok.
Rồi, con này con mới này. Mới tin mơ luôn. Em cũng to như vậy như mọi người này. Rồi, em lại lấy làm chuẩn cái dây màu nâu sọc đen này. Rồi, em sẽ di chuyển cái que đo, que đen vào 5 đầu dây còn lại này. Đấy, ok này. Đây. 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 Mọi người nhìn thấy chưa? Đây. Đây. Rồi, chân này sẽ là chân mát này. Năm giây còn lại này, trắng đỏ này, trắng đen, trắng sân biển này, sân biển sọc vàng này, chẳng hạn như thế. Rồi, 3 giây tín hiệu này. Đúng không? Rồi, đây dây mát nhỏ hơn này, nguồn này. Dây này bơm xăng đến lửa này. Ở 3 giây còn lại, 3 giây tín hiệu, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển này. Ok, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển. Rồi, mọi người để lại comment ở bên dưới cho em xin ý kiến mọi người. Rồi, tiếp tục em đo thêm con nữa này. Ok, con này khui ra rồi này. Rồi, tiếp tục nâu sọc đen làm chuẩn này. Được chưa? Nâu sọc đen này. Ok. Ok này. Dây số 2 này. Dây số 3 này. Dây số 4 này. Dây mát này. Dây tín hiệu này. Ok này. Tay này. Nhiều bố livestream trong tay cứ thế này này. Thì vẻ như cái điều cái thằng thiếu rượu ấy. Mày đéo biết tay nghề giỏi đâu mà livestream cứ nhiều cái thằng thiếu rượu ấy. Nói thật chứ mẹ tay này mà làm không ổn thì chẳng làm được cái mẹ trên đời này cả. Quan trọng là cái đôi tay. Đấy. Tôi nhìn xin qua điện thoại luôn anh em. Nhìn xin qua điện thoại như cái lúc đấy nè. Đấy. Anh em bảo ok không? Cục nào đo cũng tương tương như nhau. Dạ. Rồi, ở đây hướng dẫn mọi người có hai cách đo. Hai cách đo. Thì đa số đúng không? Ai chả biết là một là thằng này tội. Tội. Nha. Yeah. Tội. Ở đây trạng thái là nó báo lỗi nha anh em nha. Nó báo lỗi nha. Còn không báo lỗi ấy. Đấy. Không báo lỗi thì lúc đấy cần phải có tiếp tục nâng cao lên tí. Còn ở đây nó báo lỗi 52 thì nó quá đơn giản rồi. Còn khi nó không báo lỗi ấy. Đấy. Hoặc cả từng lâu lâu nó chật một phát ấy. Đo CKB 2 giây đi anh. 2 giây ở đây em không có hết hàng rồi anh Dần ơi. Đó. Ok chưa? Đó. Đó là chia sẻ mọi người. Tôi nói cho anh em nghe này. Ở trạng thái khi con CKB nó chết luôn, nó chết cái lỗi 52 đúng không? Anh em đo điện áp từ IC xuống, tất cả 6 sợi dây đều có ngon lành đàn đào, thì đúng nhiên lúc này sẽ là thay CKB. Ok. Thì lúc này có thể là lúc ấy CKB chết, các bạn đo các bạn biết ngay. Đấy, hoặc là các bạn dùng cái thứ gì các bạn quẹt quẹt bốn ngọn nến lung linh. Dùng một con điện trở, bốn bóng đèn led, cấm cái rắc, quay bu lăng hoặc là lấy lâm châm, thì đương nhiên lúc này sẽ là tắt mở đúng không? sáng tắt. Thì thường lúc cái các bạn IC này nó trạng thái ở chết thì các bạn biết đo. Có thể các bạn tin không, một con IC chết báo lỗi 52, các bạn vứt đây trong vòng khoảng vài ngày các bạn lắp vào lại nổ. Kể cả con IC báo lỗi 52, báo lỗi 52, ok, bị chết mặt IC đúng không? Các bạn có thể vứt con IC ra loạn quạng, vài ngày sau các bạn lắp vào lại sống. Nhưng không biết là nó bền hay không, tôi không biết. Kể cả CKB này cũng vậy.
Ở đây tôi thay nhiều chứ bộ. Đây con này vừa rồi tôi thay này, giờ lại sống nhanh chẳng hạn như vậy. Đấy. Còn nhiều lúc mà bây giờ nó không báo lỗi 52, bây giờ nó nằm trong dài, thì anh em lúc này cần kiến thức đo điện áp từ IC xuống. Anh em hiểu không? Bởi vì nó nằm trong dài thì ở trên Việt Nam này có cái mà bố cái thằng nào sản xuất ra được cái con đo con CKB để chết. Trên Việt Nam này thằng nào sản xuất ra con đo là con CKB để chết, tôi mua phát 100 triệu cái thiết bị ấy ngay. Đấy, anh em hiểu không? Thì lúc này cần anh em cần phải học, chúng ta sẽ đo điện áp từ IC xuống. Nếu tất cả nó đều thông thủy, đúng không? Hoặc ở trạng thái tôi nói ở đây là trạng thái không xuất lỗi nhé. Đấy. Không chất lỗi ở đây có 2 phương án, 3 phương án, 4 phương án xảy ra nhá. Rắc nhá, sụt áp nhá, rồi IC nhá, rồi là CKB nhá anh em à. Có khi mà nó chất lỗi 52 cầm cái máy lên là chuyện bình thường. Còn các bạn không có học thì các bạn biết cái gì? Tốt nhất ấy, ăn bao nhiêu mua con này về nè anh em, chẳng cần phải hỏi. Các bạn chẳng cần phải hỏi tôi. Ê, đưa nó vào thì trước sau nó báo lỗi 52 thì các bạn cũng phải đo rồi, các bạn phải mở mâm điện ra rồi vệ sinh rửa giấy sạch sẽ, nhét mẹ con này vào phát để được lấy tiền. Không để được thì lúc đấy mà tù mù cũng phải mở con IC ra đo 6 sợi dây nó thông thủy thì bụp nốt con IC cho tôi là xong. Đấy, về nhà treo tong teng này lên cái tiệm. Anh em không? Đấy. Đấy. Còn ở trên Việt Nam á, nhiều anh em đừng bao giờ gọi tới tôi là những cái thiết bị này nó ghê gớm, nó kiểm tra CKB chết, tôi mua 100 triệu luôn. Anh em thấy thằng nào nó bán cái thiết bị đó kiểm tra CKB nó bảo bao sống chết ấy, tôi mua 100 triệu tặng anh em một cái chơi. Tôi đưa anh em 100 triệu ở đây luôn. Anh em mua của tôi cái thiết bị nào trên Việt Nam, máy gì thì máy, cứ bắt được con CKB này thì mẹ trong trạng thái mà nó còn trong điện áp, nó bắt chết là chết. Bắt tới chuẩn 100%, tôi mua luôn 100 triệu cho anh em. Từ mai đừng có gọi là cái lỗ tai Tuấn ơi, trên mạng nó đang bán cái thiết bị này kiểm tra CKB, cái đó là ok, nó chết luôn thì các bạn mới làm điều đó. Anh em hiểu không? Tôi ở đây mẹ dàn xe này tôi nghịch không có thứ gì hết, mà nguyên ở trong tay của tôi anh em hàng bao IC, nó rất nhiều ban anh em có thể là cho tặng, tôi bỏ tiền ra tôi mua, tôi biết hết. Học ở đâu? Học ở đây chứ học ở đâu anh em? Học ở đâu? Tôi giỏi ở đâu? Giỏi là ở cái dàn xe tôi, giỏi là khách hàng phú cho tôi, thư ông thơ tôi, giỏi tôi làm ra tiền tôi mua hết. Còn anh em đừng có gọi tôi vào cái máy này thì mẹ bố máy đời nào, tôi trả luôn 100 triệu cho thằng ấy sản xuất cái máy ra kiểm tra được con CKB để sống hay chết. Tôi nói thật cho anh em điều đó luôn. Nên anh em bây giờ chỉ cái này, tiền mua máy thì mua cha cái này này. Cái máy nó chỉ là cái hù ma dọa khỉ thôi. Hù mấy ông nào không biết thôi thì mới gọi là hù. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, hay là cầm kiểu cái máy tít tít trên tay cũng vậy. Con xe tự nhiên đề được không nổ. Các bạn gọi tôi bảo Tuấn ơi bây giờ kẹp máy vào để cho nó nổ. Thì ở trên Việt Nam làm gì có cái máy nào sản xuất mà con xe đấy khởi động đề được nhưng không nổ. Có lửa, có phun mà cắm máy vào nó biết bị ở đâu thì làm gì có. Anh em hiểu không? Đấy, đây chúng ta phải làm điều đó, làm điều đó, làm điều đó. Đây này, quý vị ơi, mua con này, nó rẻ này. Về nhà treo góc bếp chơi. Vào cắt tặt tặt tặt. Hoặc là bu lăng sục xịt thì tống tôi vào. Đấy. Anh em hiểu không? Đấy, chẳng có cái máy mẹ nào, chẳng cần phải gọi thằng nào cái đá. Bây giờ cứ đưa con này vào cái đá không được, phát đo 6 sợi dây cái đá, nó mới gọi tiếp. Lúc đó mà đo 6 sợi dây thông thủy thì mẹ chỉ còn cái gì thay con tốt nốt con IC này. Nhưng các bạn mua CKB phải mua những cục IC ngon ngon một tí. CKB ấy, đừng mua cái loại mà trăm mấy. Các bạn mua trăm mấy về nhà nó phản các bạn là đúng rồi. Đây nè, tôi không phải nói phét chứ quý vị, mẹ một tháng bỏ ra khoảng 10 đêm không đi tay vịt là hát karaoke đó, kêu một em là 250 đúng không? Nó ngồi trong vòng khoảng tiếng hoặc là 45 phút hết giờ nó phấn đít đúng không? 250, nó vào nó uống 2 lon bổ húc 40.000 hoặc là 50 x 300, nó vào nó nốc thêm khoảng 2 lon bia nữa, nó lau khoảng 2 khăn lặn nó mất mẹ 350. Bia uống là các ông trả tiền riêng nha, cái này các ông mới gọi là kêu em vào rót bia nhá, thì mua mẹ cái này về này.
Vào hả? Lỗi 52 hả? Bố có mà mù thì bố cũng phải tháo cái mâm điện ra được. Bắt con vít lắp vào. Không được hả? Đo 6 sợi dây kia thông thủy phát nữa thì ten ten. Đó là tiếp tục ra một bài học. Lên tay nghề thì lần sau thông minh ra một tí, nếu đề không được nữa rút cái rắc CKB này ra, đo tôi 6 dây điện áp từ đây chạy xuống, cái dây màu nâu sọc đen và cái dây màu xanh là cái đó là nguồn vào mát rồi, cố định rồi, cặp cái đồng hồ vào nó phải là căng đét 12V hoặc là 11V. Ok, loại trừ cho tôi cái dây màu xanh biển sọc vàng ra, cái dây đấy vứt bỏ không đo, đo tôi 3 sợi dây còn lại trắng đỏ, trắng đen, trắng sắt biển. Thì là lượm lúa. Hiểu không? Đó. Nhớ đo tôi dây nguồn dây mát. Xong bỏ. Còn cái dây màu xanh xịt biển sọc vàng, dây đấy không cần đo, bởi vì dây đấy nó đề được. Bởi vì bây giờ vào đề không được. Đấy, 3 dây còn lại. Còn tật thì quý vị phải đo được bao pha. Tật thì nó có 6 nguyên nhân tật. Bởi vì chúng ta có một bàn tay có 5 ngón là một tờ trong xanh, nhưng ở đây chúng ta phải thêm một tờ xanh xanh nữa. Thì cái bước cặt 6 bước, tôi đảm bảo nếu quý vị đo hoàn toàn như vậy, bắt một phát nó phải chết. Đấy, không bao giờ chật phát thứ hai. Đấy, đó là tôi hướng dẫn cho anh em đo, bởi vì anh em không chịu đầu tư. Đầu tư cái gì ghê gớm đâu. Chẳng lẽ bây giờ vốn anh em trong nhà không có 1 triệu? Không bao giờ có. Ở thời buổi hiện tại, nếu các ông làm xe trong nhà, các ông đừng có nói phét là trong nhà không có 1 triệu. Nha. Nha. Mà ông chỉ có bo bo thứ nhất. Tôi nói luôn. Sắm bạc. Hôm nay tôi nói thật, anh em đừng có buồn, nhưng hôm nay mà tôi mà tim tôi mà mặn dạn tí, hôm nay mẹ hầu như con SI này hầu như nó không mất tiền luôn. Mẹ nó ra 626, tôi chỉ cần bao lô một phát 10 triệu một phát. Hôm nay tôi bảo lính tôi mà chiều nay tôi đánh một phát con lô 26 mà tôi tối nay ghê không gắn. Một là con xe tôi mua đắt 50 triệu, hai là con xe về vốn, tôi không chơi. Bởi vì ngày hôm nay nó dụ dỗ các bạn vào, ngày mai toan. Anh em hiểu không? 10 triệu đối với tôi ngày hôm nay coi như ngày hôm nay tôi đóng cửa tôi ngủ. Nó thua cũng chẳng sao, nhưng nó ghê là ngày mai thất bại. Anh em hiểu không? Ba dây đó dây gì? Sơn Nam ăn thua đấy. Em học DD Auto ra, em cứ hỏi ăn biết cái gì nhỉ? Sơn Nam em cứ hỏi khó ăn thế Sơn Nam nhỉ? Em là một cao nội học của DD Auto ra mà em lại hỏi ăn ba dây gì ăn không biết, em phải trả lời chứ. Em đã được học hành đâu em. À, thì anh em cứ làm cái điều đó thì các anh sẽ thành công. Dạ. Yeah. Và em nói là thật sự nhất ở khu vực chúng ta chẳng có thằng thợ nào chơi thằng thợ nào cả. Ở đó là cái cuộc sống. Chẳng có thằng nào nhà kế bên đây chơi với cái thằng nhà bên cạnh khoảng 200-300 mét vuông là thợ mà chơi thân với nhau. Trên đời làm gì có. Ngồi nói chuyện với nhau, mẹ với nhau, nó đánh hết chiến lược của mình. Anh em hiểu không? Thật sự anh em ở thợ anh em không biết, còn thợ ở quê tôi đặc biệt không bao giờ chơi với nhau. Đến với nhau vì tiền hết. Mày khó thì mày nhờ tao, tao lấy một cái giá mày hữu nghị. Còn có không không, hôm nay gặp cái thằng Tam Mao, nó đi làm thuê cho một thằng cửa hàng, hầu như ở đây đất nhà nó phải có 10 lô. Đồ mẹ lên, bạn ơi bạn bỏ mẹ, đang là cái giờ cao điểm, cái giờ 5 giờ hơn đang ship hàng mệt, bỏ mẹ ra vã đồ hơi. Ê, mày tao nhờ tí mày. Đủ, tao gặp con bé ship này nó hàn tao 2 ngày rồi. Lý do ăn. Đủ, tao kiểm tra ok hết rồi. Không được tao bổ mẹ máy ra, tao kiểm tra biên số bắp ngon. Mà bây giờ cứ lắp vào nguội máy đề được. Nóng máy cái đèn vàng nó sáng lên nó lại tắt máy. Bảo ông bị cái mẹ gì ông mang mẹ em đây. Thôi mày giúp tao tí đi. Thế mình làm lại câu nữa. Bảo mày ăn công mà. Thì mẹ hết ngày mày lấy tiền thế thôi. Nó bảo làm như vậy thằng chủ khó coi. Thế mày bảo thằng chủ mày, mẹ nó cũng làm đấy, nó giúp mày đi. Thằng chủ như mày thiếu mẹ gì tiền. Khó lên đây tao bắt cho phát có 200. Thôi mày anh em mà. Thì mẹ cái lúc mày khó mày biết là anh em. Lúc mà tao xuống tao mua mẹ cái đồ ve chai của chúng mày thì mẹ chúng mày có tình nghĩa anh em đéo đâu, lượm con ốc cũng lấy tới 10.000. Ở thời buổi này tình nghĩa anh em tùy theo tình nghĩa anh em. Đang bận bỏ mẹ cứ mày giúp tao bị cái gì, bị thì đéo được mà biết bị cái gì. Có khi nào lên chúng ta khám bận bảo bác sĩ bác ơi vợ tôi đang bị cái này, bác xem giùm tôi bị cái gì bốc thuốc. Bác sĩ đã khám mẹ đâu mà biết bận.
Thôi anh phải đưa vợ anh tới đây tôi mới khám, tôi mới biết là bị bệnh gì, tôi mới bốc thuốc cho chị nhà uống nó mới khỏi. Mày anh em lâu lâu nhở tí mày khó khăn, biết mẹ gì các bố làm bên đấy. Anh em hiểu không? Và đặc biệt nhiều anh em thợ gọi tới tôi ấy, thứ nhất điều này nữa này, Tuấn ơi mấy thằng trong hết mới làm, hơi nó đo áp bơm khi phun ok hết rồi vào mình để không nổ. Tin đéo thì ai tin mình, đây còn chưa tin. Riêng con vợ của mình nó ngủ mình hàng ngày, nó ở mình trong vòng 15 năm qua còn chưa dám tin, tin gì mấy thằng đó. Con xe bất kỳ anh em làm ở tiệm nào tôi không cần biết, vào tiệm anh em phải kiểm tra lại từ đầu nha. Kiểm tra lại hơi, tầm cam là quan trọng nhất. Rồi xăng có pha không, áp bơm có đủ không, đánh lửa có tốt hay không. Đừng có nói, ơi đừng có nói là tiệm kia mới làm hơi em ơi, ngon lắm rồi. Thì các bố tốt nhất đừng bao giờ gọi cho tôi, mới bố phải kiểm tra ok cái đã. Một ngày thì mẹ bao nhiêu công việc, cứ vào con xe cái đè đéo nổ cái mới bố gọi, thế bảo anh kiểm tra gì rồi, bảo thợ khác kiểm tra hết rồi, nó mới nhờ anh. Đủ mà bây giờ anh không biết làm cái gì bởi vì nó làm hết rồi. Tin đéo cái thằng thợ khác, anh em hiểu không? Mẹ tin chính mình đây còn chưa tin, thì tin ai bây giờ? Đấy. Đấy. Thế là nhiều ông kia bảo đủ mà em ở trong hội này em học được nhiều cái hay, học cái đéo gì trong cái hội. Hội chẳng qua chỉ là cái giao lưu lâu lâu đi ăn nhậu thì mẹ phót vài cái mạng ở trên cái cộng đồng Mại Phúc. Thế thằng nào vào, ui trời cái hội này to, chúc mừng anh em. Nhiều thằng khổ bỏ mẹ ra lo từng bữa ăn ở ngoài cũng hội hè. Cái công đi ngồi hội hè đi du lịch 2 3 ngày, đi hội này đi họp ở nhà mẹ nó kiếm tiền cho vợ đi. Đời bớt khổ. Hả miệng ra là kêu khổ, khổ mà đi mẹ đi ăn nhậu, đi hội. Rồi hội này nó ọp trong vòng 1 tuần. Đủ mẹ mượn vợ 5 700, cả 5 7 triệu, bán cả chỉ vàng đi ọp hội. Hôm sau về cày như chó. Cuộc sống này khổ, khổ là do bản thân chúng ta hết. Ở trên hội này đéo có hội hè gì hết. Anh em hiểu không? Hãy kiếm được đồng tiền tốt phục vụ cửa hàng mình, phục vụ vợ mình là tốt nhất. Hãy làm cho tay nghề mình nó giỏi nhất. Thì trên đời chẳng cần hộ mẹ thì tôi có hội nào đâu. Anh em thấy tôi chẳng có hội nào trên cái hội hè này hết, mà vẫn thành công, vẫn giỏi hơn bao nhiêu thằng. Tại sao anh em cứ phải là hội hè mới giỏi, giúp nhau được cái đéo ở trong cái hội, thân thiết lắm mới giúp. Một cái hội tôi nói này, một cái hội mà ở khu vực các bạn đi, 20 tiệm bán kính cho khoảng 5 cây số, 20 tiệm đấy bán kính trong vòng 20 cây số, có 20 thằng đó chơi với nhau thân không? Làm gì có. Thằng mẹ nào cũng giữ khư khư cái món ăn của mình để khách hàng vào để múc. Bán kính trong vòng 5 cây số 20 tiệm, có thằng nào chia sẻ hết 20 tiệm đấy không? Để đoàn kết lại làm ăn không? Không bao giờ. Anh em thân thiết trong nhà mở cửa hàng ăn chung thì mẹ thằng này nó còn đút 50 nó uống cà phê. Thằng này mẹ lâu lâu chi đi về nhà quê mẹ giao tiệm thằng này thì thằng này có đớp đôi triệu thì mẹ. Trên đời này các bạn hội với chả hề. Rồi các bạn này bảo thì mẹ làm ăn chia công bằng lắm. Nó được bao nhiêu nốt nhạc ở trong đó. Khi các bạn không có kết toán, không có người thu chi đúng mực, mà chỉ có hai chúng ta góp vốn mỗi người 200 triệu, là hai người 400 triệu một cửa hàng to, chỉ có hai người với đám thợ, không có kết toán thì đương nhiên thằng này đi thằng này phải lượm chứ. Ai nói đồng tiền mà không tham không? Có ông nào tham tiền không? Có ông nào thấy tiền che không? Có anh em nào ở đây chê tiền không? Bố mẹ đẻ ra 20 mét đất thì mẹ có 5 thằng con. Mẹ khi mà chưa già, ông già thì mẹ chưa ngáp. Muốn ông già phải viết giấy rồi, để chia đất rồi. Đấy. Đấy. Đơn giản là bố mẹ còn khỏe, cười đùa há mồm, chưa ở cái tuổi mẹ đang tao phải viết giấy di chúc. Vậy mà về nhà cứ vợ nó bảo thằng chồng, thằng chồng lại thúc với mấy thằng em, lại thúc con mẹ mình: bố ơi mẹ ơi, giờ chúng con lớn rồi làm đất đi. Mới ông làm như vậy sau này mới ông cũng đéo được khá rồi. Sau này các ông mẹ mà chưa chưa giàu ấy, chưa già, mới con các ông nó làm mẹ như điều đó, nó lấy tiền nó đi đánh đề mẹ hết. Nó bảo là cái thời ngày xưa ấy, ông sống bèo nhạt với ông nội bà nội thì bây giờ tôi cũng phá, còn đôi tay còn chân chịu khó làm ăn.
hãy chịu khó làm đi rồi chúng ta sẽ gặp cái vận, chúng ta sẽ thành công. Cuộc đời thế, mẹ làm thì làm biếng rồi thì mẹ cứ đòi gặp thời. Cứ bảo chiều nay ra con lô 626 thì mẹ tiết tiết ruột, đắn bỏ ra 1.4 triệu bao lô 626, chiều trúng 40 triệu. Thế là ngày mai chật thì mẹ đi vay nấu. Tôi ở đây có tiền tôi còn chưa tham. Tôi bảo ham cái tiền đấy là không được. Tham tại tiền đó không được. Cái tiện này bay hết ngay. Bay hết ngay. Đấy. Rồi cái khóa học này ấy, thì gần 100 người, có nhiều anh em chụp hết cả tài liệu. Tiến Bình Dương này, Trương Tiến Báu này, thầy Trần Tân, thầy Hà Chi này. Đù má, tao thấy nhiều ông chụp cả đống tài liệu. Nào thì sơ đồ mặt điện này, Tuấn ơi, anh có sơ đồ mặt điện này, anh có chân IC này, anh có sơ đồ này, anh mua nhiều lắm em ạ. Mà bây giờ cho anh tham gia khóa học này, anh đóng em 500 ngàn được không? Em biết bố gì mấy thằng tài liệu nó in kiểu gì. Thế là em dạy cái này, anh lại chép vào quyển tài liệu của nó xong rồi các anh lại tẩu quà nhập ma, mới anh lại bảo địt mẹ tao bỏ 500 nghìn của tay ga thì Tuấn ra học 20 đêm, địt mẹ mở hết cả mắt, nó dạy, đéo học, đéo hiểu cái gì. Nhiều các ông còn gọi điện thoại hoặc các ông đăng lên mạng, nó học, nó dạy như con kẻ. Thôi, tôi nói thật này, anh em này, tôi dạy khóa học đông, cái này là tôi tri ân anh em cho phụ tùng, 500 ngàn anh em tôi không giàu được. Nhưng anh em phải tôn trọng tôi sẽ tôn trọng anh em. 500 ngàn anh em, ở phút này tôi chỉ búng một phát mốt là ra 500 ngàn tích tắc. Tôi rất trân trọng anh em phải trân trọng lại tôi. Bởi vì thêm tài liệu 500 nữa thì đương nhiên tôi bán tài liệu tôi phải có lời chứ. Nhưng anh em chịu khó đọc cái cúc ở bên dưới, tài liệu của tôi thì đương nhiên nó chẳng là cái gì hay so với của thiên hạ cả. Nhưng anh em chịu khó ghi chép ở trong đấy. Tôi cũng tội nhiều anh em mua tài liệu mà anh em không biết được học online không, mua về nhà nghiên cứu. Đấy, giống như cái app ấy, nó chỉ anh em là kiểm tra CKB hoặc đứt mặt dây hoặc là hư ECM đấy. Thế nào là đứt mặt dây? Thế nào là hư ECM? Rồi, thế nào là hư CKB? Ê, các bạn chỉ có thế thôi, không có người chỉ điện áp là bao nhiêu là hư. Cái này là hư CKB, cái này là hư IC. Tài liệu nó thế thôi. Tài liệu là mẹ gì anh em, nhiều lúc anh em mua tài liệu nhiều thằng ra tập 1, tập 2, như tập 12 á, anh em mang đốt mẹ cho tôi đỡ đau đầu. Tôi nói thật, cái tiền anh em mua tài liệu hết thằng nọ thằng kia mà từ tập 1 tới tập 2 đốt mẹ hết đi, cho nó quên mẹ hết tài liệu đi. Ngày mai mua tôi có xe lít, mới tham gia khóa học này 500 là xong. Ngày mai bỏ tiền ra mua xe lít khoảng 500. Chứ tài liệu bây giờ anh em mua ở anh em để giới thiệu sơ đồ mặt điện trong app đầy mà, sơ đồ làm gì nữa. App ALT Toto đang miễn phí, app của công ty Minfong một năm có 300 ngàn, đủ màu nét căng. Anh em chỉ cần mua tivi nữa, nhà hàng có tivi rồi, chiếu từ điện thoại lên, ngồi đây rung đùi. Rồi, hoặc là anh em câu với máy tính, anh em cầm con chuột. Thế, hoặc là anh em ra ngoài kia mua cái đèn, mua cái đèn soi sáng, anh em chỉ vào, à, nhìn tivi, à, mẹ mày ơi nhiều lúc vỗ đùi. Mẹ ơi, à, hôm nay bố hiểu rồi nha. Bữa giờ bố không hiểu cái mặt này, hôm nay bố hiểu cầu trì này, nó chạy về đây, tại đây mẹ mày nhá. Thế là mẹ mày chúc mừng chồng yêu hôm nay thông mặt. Thế thì không học. Tài liệu thì mẹ mua cho cố cho nhiều thằng này, nó bán tài liệu tập 1, tập 2. Tôi thấy địt mẹ Việt Nam này tài liệu thằng nào tôi không có anh em. Mà đọc tôi đéo hiểu cái gì luôn. Thứ nhất là cuộc đời này chúng ta phải thực tế. Tôi không chê tài liệu người ta, nhưng anh em mua về nhà không có người dạy chẳng hiểu cái mẹ gì hết, đốt mẹ hết đi. Rồi tài liệu này tôi thấy đọc những tài liệu những thầy này là thầy này tên gì tự biên soạn này, tự cấm gì, cấm photo này, rồi chia sẻ, thầy nào biên soạn tôi nghĩ mẹ nó hơi bị thô tục, biên soạn con củ cặc địt mẹ, thầy nào trên mạng này biên soạn này, cấm photo, sao chép copy này, địt mẹ ba cái nghề sửa xe, ba quyền tài liệu này bán trên mạng, anh em nào bán được chia sẻ thì kệ mẹ người ta này.
biên soạn này, cấm photo, sao chép này, chia sẻ nội bộ đi. Đi mẹ tôi mà bán tài liệu, tôi mong cái thằng ở trên Việt Nam này mọc cắn đi mẹ nó kiện đéo được tôi nói thật. Chẳng qua tôi tôi nghĩ nó bực mình nhỉ, anh em này bảo ủi tài liệu này khi mà em mua thầy em bảo không photo đâu, đâu mang lấy quẹt đốt mẹ chu hun muỗi. Tôi nói thật cho anh em điều đó, nên anh em đừng có quan trọng ở tài liệu để mua ông này mua ông kia, mua từng tập tập mua về nhà này có đọc được đâu, tổn thương hết. Thà các anh mua mẹ có xe về nhà, anh em cắt hết mẹ dây điện đi. Nếu chưa hiểu cái cảm biến cắt một giây. Ngu như tôi ấy, tôi dạy cho anh em dễ hiểu nè. Ngày mai mua xe lít SR cho bộ ba cảm biến đúng không? Không hiểu cái mô cái tên gì lấy kéo cắt bụp. Bật khóa điện lên chấp lối. Đếm. À, mình cắt dây này lỗi này à, cứng. Ngu như tôi thì làm điều đấy nó sẽ thành công hơn. Xong xuôi ok dây đấy à, lấy màu hàn chích lại. Rồi, ra chợ mua cho tôi 5.000 cái loại hơ nóng ấy. Rồi, bỏ nó vào, đừng có hơ vội. Khi nào không cần nghiên cứu nữa gọi là hơ. Ghen đấy, đốt lấy quẹt hơ. Tiếp tục thịt phát nữa, ngu như tôi thì cũng giỏi. Thịt một phát nguồn 5V nữa, báo bao nhiêu lỗi. Thịt một phát dây mát nữa, báo bao nhiêu lỗi. Hơn các bạn học mấy cái tài liệu mua tốn tiền. Ghen con nhiệt đúng rồi anh. Thời ngày xưa thì các bạn cảm thấy phun xăng điện tử nó khó. Bây giờ anh em bởi vì anh em không chịu học. Đúng. Bởi vì thứ nhất là anh em không ai dạy. Thứ nhất là chúng ta lâu ngày chúng ta không được va chạm phun xăng điện tử. Đúng, chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ mặt điện đau đầu lắm anh em ạ. Rồi anh em tí nữa đọc là y mẹ ơi y sẹp v kép. Y sẹp v kép, bữa nay cần gì y sẹp v kép. Dây điện nó có màu hết rồi, chân IC nó viết tiếng Việt hết rồi. Những cái từ viết tắt để sau này anh em xâm nhập những cái mà không có thì chúng ta phải nhớ là y rồi v kép r w. Ê, còn bây giờ những cái xe thông dụng này nó có màu dây hết rồi, nó viết toàn bằng tiếng Việt, màu gì ra màu đó rồi, anh em không cần ghép. Rồi anh em đi học, anh em học tiếng Anh về nhà gì để phát sóng với Tây à? Hả? Nhiều anh em đi học tiếng Anh về nhà, học cái phun xăng điện tử này, học đào tạo tiếng Anh về nhà để phát sóng với Tây à? Liệu trong vòng khoảng một tuần học tiếng Anh có thông không? Con tôi đầu tư mất bao nhiêu tiền, nói chung phải tính là tiền 100 triệu, bây giờ nó mới phát được có ít câu à. Từ ngữ tiếng Anh rất khó, bởi vì nó đọc rất nhiều anh em hiểu không, nó ghép những cái từ ngữ nó rất lâu. Đâu, mới các bạn đi học full sang điện tử, những cái trường nào đào tạo tiếng Anh các bạn phát sóng được cái gì ngoài cái từ input output, tín hiệu đầu vào đầu ra, có đâu các bạn tự sủa với câu tiếng Anh nào. Hello. Ok, dẹt dẹt, no. Cái từ tiếng Anh rất khó học khi ở cái tuổi chúng ta trí nhớ không còn tốt. Từ tiếng Anh chúng ta phải phát âm phải có xì xà, nói từ tiếng Anh mà chích chà. Từ tiếng Anh Z nhiều ông đọc là it. Mẹ ông nào thầy nào dạy các ông đọc chữ Z là it. It. Nói tiếng Anh còn chưa lên thì mẹ đi dạy tiếng Anh. Ăn còn chưa xong lấy đâu dạy tiếng Anh anh em. Không tin đấy, nhà chúng ta lúc nào cũng có con nhỏ đúng không? Cho học tiếng Anh, cho học trường quốc tế. Nó về nhà nó đọc cho thằng cha đấy nghe. Hay là những ông thầy nào đang học, đang dạy tiếng Anh ở trên YouTube về tiếng cái này này. Cho con chúng ta nghe, nó bảo thằng thầy này, bố ơi học nó làm cái gì? Đây con phát sóng cho bố tiếng Anh này. Nhấn nhá này. Ông em có thấy ông thầy này lưới ông có cong lên đâu, thế mà bố ông đi học tiếng Anh, bố đi vã lốp cho nó xong, thế là quê. Những ông nào đang phát sóng tiếng Anh mà dạy tiếng Anh về phun xăng điện tử, các anh cứ cho con ăn học lớp học, chỉ cần đứa học lớp 2 thôi, lớp 1 thôi, nếu học tiếng Anh giỏi, chưa kể lớp 3 tôi không nói nhá, nó sẽ chỉnh lại những âm ông thầy dạy các bạn tiếng Anh có đúng không.
Nói thôi hả? Thù nhau à? Thù nhau làm cái gì? Anh Đỗ Ngọc Trung, em phút này em cần gì đâu mà phải thù nhau. Mà nhiều ông thì mẹ cứ to tét ba cái từ tiếng Anh, em thấy mẹ nói sai be nó sai bét rồi. Mấy ông sửa xe có ông nào học được mấy từ tiếng Anh? Tôi nói những ông mà 40-50 tuổi đây học tiếng Anh, học FI chưa xong đến đâu mà học tiếng Anh thì mẹ lo mà học nhanh về nhà kiếm lúa. Thì mẹ không, bọn trẻ nó lên nó báo thì mẹ chuẩn bị giống remap mở tour làm nồi FI nó loạn hết cha nó rồi, học nhanh về nhà lượm lúa. Rồi mà ông học cái gì? Học về những cảm biến gì? Hiểu sâu học cái gì? Thế nào là hiểu sâu? Thế nào là hiểu sâu? Tôi thấy chán hết cả cuộc đời vẫn đi về trên mạng, cứ thằng họ chê thằng kia đi về, thằng này đéo được học thì ngu, thế đéo nào là ngu. Tôi học của thằng nào vẫn khôn. Khôn thì cứ bỏ tiền ra mua cái này, này anh em biết chút này, này đỡ bị hàn. Em nói thật này, này CKB này anh em. Trung Trần. Sao nói tôi hả? Thù nhau hả? Ngày trước em ham lắm mà giờ bỏ. Cái gì chuyện đó tùy theo hoàn cảnh, từng gia đình cái quan trọng là anh em đoàn kết. Rồi bây giờ mấy ông dạy mấy ông học phân tích dữ liệu, đúng không? Rồi ok, những cảm biến hoạt động như vậy, đo thông mặt tít tít rồi mấy ông tít nín tới đó là hết chưa ấy. Tít tít nói tới đó thì có cái gì vài con phút xăng điện tử cảm biến là hết. Ngày mai tôi sẽ là thứ bảy đúng không? Thứ bảy sẽ là bên phòng công chứng làm việc vào buổi sáng. Nếu tôi ký thành công con xe sai này, bởi vì tôi chưa đưa tiền, tôi mua xe đâu cần đưa tiền đâu anh em. Thằng ấy nó bảo anh cứ qua nhà dắt về, tôi ký giấy rồi tôi mở hết con xe 150, 155 ra tôi lại phá tiếp. Tôi bịt luôn cả VVA. Thế là giỏi. Triệu hai cục minh mẫn rồi, sửa triệu hai cục. Dạ. Anh em nào sửa xe em nhận triệu hai cục nhá. Nha. Anh em nó tình nghĩa em bớt 50.000 tiền ship nữa là triệu mốt 50. Dạ, triệu mốt 50 em nhận sửa. Ok. Có anh em nào gói xe này hư bán lại em 200.000 cục. 200.000 mua hết nha anh em. Miễn sao không bể rắc. Nha. Đấy, 200.000 cục. Má, tôi nhìn thấy mới ông đéo biết đi học cái lý thuyết ở đâu, về nhà nhắn tin cho tôi. Anh Tuấn ơi, cho em hỏi tín hiệu đầu vào in output, out output. Tôi bảo đi mẹ, tao đéo hiểu. Mày nói mẹ tao tín hiệu đầu vào hay con xe không nổ đi. Thì mẹ là tiếng Anh viết in output thì mẹ lặng quạng chưa xong mở tài liệu ra chữ in làm sao, out output rồi sao. Ghi mẹ con xe bị cái gì cho tôi xong, kiểm tra cái gì là xong. Đừng có nói là cơ cấu chấp hành đi mẹ, output inbox. Ngày mai ông nào cứ nhắn tin tôi inbox output thì mẹ cơ cấu chấp hành đi mẹ khóa luôn mẹ Facebook ông ấy luôn. Công việc đang bận tra rồi, anh em kiểm tra gì? Anh ơi, ở em kiểm tra cơ cấu chấp hành input, output. Đấy ơi, cho nó mệt. Làm sao cho nó nhanh để kiếm được nhiều lúa đấy. Mẹ, nhiều lúc anh em nhắn tin, nhớ comment rồi, chẳng lẽ tôi cho anh em coi. Tôi không bao giờ cho anh em, tôi đăng lên trên mạng làm gì cả. Nó mệt. Ok, anh Sê Rôn Sáp. Anh Lê Sô Giáp này thật sự em không giỏi đúng không? Bởi vì em không muốn dạy chuyên sâu. Nhưng thật sự khi mọi người cuốn, mọi người giúp em, thật sự con IC này đo phát em biết chết hay không? Nha. Tới mức độ như vậy. Chẳng qua mọi người đo kiểm như nào em không biết. Thật sự để mà em đo con IC này phát thì mẹ biết con này chết hay không này. Nó có tem luôn điều đó luôn. Cái quan trọng là mọi người để thang đo nào, mọi người bật khóa điện, mọi người kích để hay mọi người làm như thế nào. Với con IC này để từ hay là không để từ. Với em là phút mốt.
30 giây thì em không dám quảng cáo, nó phải gọi là từ phút 1 ấy, là hơn 1 phút. Nha. Đây này. Mẹ xong rồi em lượm nốt con này nữa là xong rồi mọi người. Nếu mẹ ba cái lối mà tật mới là CKB đó. Chẳng qua tôi không muốn chia sẻ nó loạn mẹ mất. Hay để một ngày là tôi ngẫu hứng, tôi bảo anh em có bao nhiêu bước cặt, tôi live stream một phát anh em ghi vào thì bao giờ, không bao giờ nó cặt nó hẳn anh em à. Không bao giờ nó hẳn cặt, nếu anh em làm đúng tay chân, đúng kích thước đo kiểm như tôi, thật sự cặt. Vứt. Mẹ cứ cặt vào hẳn 3 ngày, 4 ngày, khổ vậy. Nổ tài khoản tin 500 vào nhóm. Đời bớt khổ. Thế thôi. Mẹ gì cái nghề này có mẹ đâu mới thắng thì mẹ cứ làm như kiểu bố đời phun xăng điện tử thì mẹ khóa sờ mấy cây hệ thống phân ABS làm như thì mẹ trời Âu ấy. Thà anh em mới thắng nên làm cái gì thì làm, nhiều anh em thì mẹ đừng có gọi tôi, nghe nó ghê lắm. Ở học cái trường này Tuấn ơi, mẹ mình thấy phân tích chuẩn lắm. Chuẩn mấy ông chuẩn thì mẹ nó đây nè, dạy được tôi này mới gọi là giỏi. Mẹ hơn tôi cái lý thuyết, may lắm thì hiểu sâu tí mà ra ngoài làm con xe thì mẹ tôi bóp 30 phút giây. Tôi nói thật anh em, để cầm cái đồng hồ để mang con xe ga vào tôi bóp thì mẹ trong vòng 30 test, 30 giây thì toang. Nên nhiều lúc anh em mà cứ nghe nhiều mẹ ông nội, thầy ông nội trên mạng thì mẹ học sâu ABS học như này mới đúng này, rồi vẽ này, rồi sờ mấy cây hiểu thế đéo nào là đúng. Tôi ghét chúa, ghét mấy thằng thì mẹ nó coi thường, hiểu không? Như bản thân tôi này chưa được học này thì mẹ nói vậy thì mẹ tôi ức chế chứ, thì tôi ức đấy. Anh em hiểu không? Thì mẹ nói vậy tôi cũng ngứa chứ. Thì mẹ mà có xe tôi làm không thông thì mẹ nó tôi mua về luôn. Anh em hiểu không? Ức chế. Lên xuống sao? Cái gì anh yêu? À phố núi anh liên hệ với em vào Zalo chứ, anh chuyển khoản 500 ngàn rồi chuyển vào Zalo để vào nhóm chứ. Tôi nói thật bây giờ nhiều bố thì mẹ có con IC đéo biết nó hoạt động như thế nào luôn. Nhiều bố thì mẹ cũng trả vờ đầu tư công nghệ thì mẹ đốt bao nhiêu tiền ở trên Việt Nam mà tôi thấy thì mẹ cầm con IC vào đéo biết cầm kiểu gì luôn, nó xong nó thật. Chẳng qua tất cả live stream thì mẹ lên cộng đồng mạng Facebook này thì mẹ hù ma dọa khỉ. Thằng đào tạo FI thì mẹ lượng tiền anh em thợ lượng tiền cắt thì mẹ cứ thế thôi chứ có cái mẹ gì nhiều. Cứ thằng nọ lượng thằng kia rồi thằng khách lại đi lừa thằng khác lấy tiền để lấy tiền sửa xe trả cho những thằng thợ, thằng thợ lại đầu tư công nghệ lại thấy thằng nào dạy hay lại đóng tiền. Đi chạy trên đời nó là cái quy luật. Đúng không? Thằng thợ thì mẹ làm học được tí nghề thì mẹ phô trương kiếm tiền khách quảng cáo như Amro như kiểu đúng rồi úp sọt mấy thằng khách. Khách thì mẹ bị thằng thợ này nó làm cho 4 năm củ, ngày mai đi làm công ty gì lại úp sọt công ty, lại kiếm tiền. Bảo đi hôm nay làm đỏ thế thì mẹ hôm nay làm phát được 4 triệu, đủ tiền sửa xe ở cái cửa hàng thằng cu gì ABC. Thằng cu ABC bảo hôm nay thì mẹ kèo thơm vào phun nồi remap, làm máy, lap, lại cười. Rồi thì mẹ bảo có 4-5 triệu rồi chắc lại phải đầu tư cái này. Lại đầu tư thằng kia, đóng học cho tôi có 500 đấy. Thì mẹ 500 nó rẻ thối. Cá lớn ăn cá bé hết, cá bé lại ăn côn trùng. Cá bé có bao giờ ra biển lớn đâu, riêng cá bé chỉ có lăn quăn ở trong bờ thôi, ra biển lớn là cá to nó đập phát chết ngay. Cá to mà ra ngoài, to ngoài kia sóng lớn nữa thì sóng lại đập re vào bờ thì nặng quá. Anh em biết tại sao không? Thiếu nước, bởi vì đụng cát thì không thể nào mà bơi ra ngoài biển được nữa. Thì lúc này thiếu nước, khô, trời nắng khô càn thì lại chết. Đó là cái quy luật.
VinHash Honda thay vớt đi. Trời ơi, tại sao vùng miền anh em không hiểu nhở? Em đang ở miền Trung mà ăn minh hẳn Honda. Anh em biết ở cái từ ở trong miền Trung này địt là gì không? Là đánh giấm á. Anh em hiểu không? Còn ngoài Bắc của mình là cái từ nó khác. Ai giời, mình ngồi ở đâu là mình phải âu đó chứ. Anh Trương ơi, em gửi cho anh rồi mà anh Trương. Chiều nay em gửi toa cho anh rồi đấy. Yeah, em gửi toa cho anh rồi. Zalo em đi mọi người. Anh đăng ký em vào với anh Đông, Văn Trương. Yeah. Ok anh Trương nhá. Đấy. Em đang đọc cái comment mọi người cười. Uầy, nức nở trời ơi. Ok anh Trương nhá. Anh vào Zalo cho em đi anh Trương. À anh phô núi. Trời, em ghi từng link rồi mà. Anh hiền ghê thật, phố núi à, đúng rồi, anh ở phố núi thật. Cái đường link em đang ghim này. Hoặc là anh truy cập vào Facebook Tuấn Thần Đạt đi, em gửi link anh truy vào trong nhóm đi. Nhá. Rồi, ok anh yêu. Cái ông Lê Xuân Ráp đang livestream ở đây, ông vào ông bảo đo 3 giây lớn 3 pha từ IC xuống mâm điện là bao nhiêu quên rồi nhỉ? Mẹ, bây giờ tôi chỉ ở đây thì lấy gì mà mẹ để tôi livestream mà tôi kiếm tiền nữa. Ông phải buồn cười nhỉ. Tôi chỉ ở đây nữa tặt tặt nữa thì báo hòa mẹ hết. Anh hiểu không? Còn đi xe tôi chẳng có nhiều đâu. Mẹ nó gần 100 cục rồi cơ anh em ạ. Ở đây gọi là thế giới và công nghệ của đồ chơi ấy. Chị Diên đi hỏi ở đây. Chỉ rồi, làm rồi, lấy tiền rồi. Con IC đấy bây giờ tặng tôi. Rồi. Thì lúc đấy tôi sẽ đo. Và đồng thời các anh ở trong nhóm sẽ học được cái bài học đó. Ừ anh ơi, IC đo như thế này thì nó sẽ bị chết. Và IC như thế này nó sẽ là từ trong dài. Và như thế này là dao động. Và như thế này là toang. Ê, mới bố có con IC này, mới bố cứ để mẹ nó chi đưa cho con vợ đi cân ký. Con này chắc được 2 ký, chắc được 15.000. Thì anh em phải nói với chị nhà điều này. Có IC chết tặng hết tôi. Tôi chẳng sửa làm gì cả, tôi đánh ban chia sẻ anh em trong nhóm. Te te ngày mai bảo thôi, Quấn tặng thằng tay ga Điền Tuấn. Con vợ nó bốc lên, ôi mẹ thấy con này nặng thế ông nhở, ông Giáp nhở, ông cho nó, ông bị khùng à ông Giáp, mẹ con này tôi cần ve chai 2 ký cũng được 10 mấy 20 ngàn, ông biết 20 ngàn làm được cái gì không, mua được mấy hộp sữa cho con ông đang uống cái kìa ông Giáp à, thế thì ông Giáp bây giờ phải nghe vợ ông chứ, chẳng lẽ ông lại nghe tôi, ông phải nghe vợ ông. Nhưng phải làm lại một cái, em ơi, chúng ta phải thả con tép để bắt con tôm. Em tiếc chỉ 20 ngàn sau này anh lại gặp cái ban gì đấy. Anh lại kiếm được gấp 20 lần, kiếm 100 lần so với 20 ngàn đấy. Thì vợ ông lúc đấy sẽ phải tiếp tục dí tay vào đây. Giáp chồng yêu của em, anh là người tuyệt vời. Em không nghĩ ra, không ngờ anh là người thông minh. Đúng. Thôi, anh gói bì tặng cho nó đi. Đằng sau tôi không cần phải gọi tay ga thì Tuấn, tặng cho thằng đó cũng được. Ê, hay là tặng cho cái thằng ăn tục nói phét ở trên mạng này cũng được. Sau tôi muốn chửi, muốn làm cái mẹ gì thưa em. Trước mặt đây đừng có chửi. Để mẹ chửi tôi cúp mẹ Facebook luôn. Nói thật. Điều này có phải hay không? Mẹ cứ bo bo bán ve chai làm cái gì? Tặng. Đấy, để làm kỷ niệm. Xong tôi mới ghi cái bút lông ở đây là của anh Xuân Giáp.
Thì mẹ cuộc đời này thật sự tôi không làm nghề nữa thôi. Tôi làm nghề cứ một lần tôi cầm con đi xe lên tôi bốc cho anh em. Trời ơi đúng, quý hóa quá. Em cảm ơn anh Giáp. Tôi ở trong lòng của tôi thầm thì: anh tặng em con IC này, hôm nay em có ban, để em chỉ anh em trong nhóm học online. Đấy, trong nhóm online tôi cũng bảo là cái con IC này của anh Giáp tặng tôi. Đấy, tôi có cái ban này hay chỉ anh em lưu ý là thế thôi. 20.000 bạc, giàu nghèo gì. Hãy chịu khó bỏ cái nhỏ để bắt được cái lớn. Điều đó chúng ta bỏ mà không mất mát quá nhiều. Không phải chúng ta phải bỏ vợ, không phải chúng ta phải bỏ gia đình, không phải chúng ta bỏ số tiền quá lớn, đó là cục ve chai thôi mà. Có rất nhiều ông đền tới 2 cục IC vẫn tặng tôi. Bởi vì cục IC thứ 3 lắp vào, bố nó bảo không chết, không chết, thì phải tặng tôi 2 cục là chuyện bình thường. Đúng, trong lòng đau lắm, tim xót xa lắm. Bởi vì chết mẹ 2 cục rồi. Hy vọng quen tôi, tôi bảo anh thay con này vào, anh phải làm thế này cho tôi. Ồ, phải làm như thế hả Tuấn? Anh phải làm đi. Anh tiết kiệm khoảng 50.000, nó lại chết tiếp phát nữa, chẳng hạn như thế. Hoặc anh tiết kiệm 100.000, anh tiết phát nữa. Lúc này anh em sót, anh em bảo Tuấn ơi, hai cục rồi, hai cục rồi Tuấn ơi. Giờ anh thay cái này mất 100.000 nữa hay 50.000 nó chết Tuấn ơi, có cách nào không? Anh có quyền lựa chọn. Một thì lại chết tiếp, hai nó bảo đảm cho anh không chết nữa, thì vẫn phải tặng tôi ngay. Không có tôi thì phát nữa lại chết. Thì mẹ chết ba cục này thì quý vị biết bao nhiêu tiền. Có mà bây giờ mua ba hàng luộc ra thì bèo nhất nó phải rơi vào 7 củ nha. 2,5 triệu con, 7 triệu là bèo ấy. Đấy, con thứ ba đột vào phát nữa nó phải 7 triệu nhỉ. Các bố có tiếc gì, riêng nồi tôi đâu có xin. Nồi tôi mua, IC này tôi muốn cần này. Cần những cục IC này này, để tôi lắp vào tất cả những cái đàn xe mô hình của tôi để tôi tạo ban. Còn nồi tôi đâu xin. Ồ, nồi tôi bảo cứ một bộ 60, 10 bộ 600 ship tôi chịu. Ship 200, 300 tôi chịu. Chỉ cần anh em tung 6, 10 bộ nồi, anh em có 600.000. Quấn lại, có 600.000. 20 bộ nhân 2 lên sẽ là 1,2 triệu. 100 bộ nhân tiếp lên 10. Nhớ, ship 100 bộ tiền ship 2 triệu. Đó là việc của tôi. Không xin, không này thì có cái này can cứ tặng tôi. Được không? Thứ nhất, can ngày mai chẳng bao giờ sợ IC chết. Thế thôi. Rồi, ok. Tình nghĩa nha, mình nói vậy mới gọi là tuyệt vời. Vợ chúng ta không biết, chúng ta phải nói vợ. Giống vợ ngày tôi hôm nay đi làm đất hôm nay rằm, đủ mà cứ tưởng trúng quà, toang mẹ mất. Hôm nay về hơi bị buồn, chấp nhận cuộc chơi. Bạn giao tôi bán lô đất, tôi sang. Khách đặt cọc 20, đúng, đặt cọc 20 bởi vì quá nhỏ. Thời buổi này làm lô đất nửa tỷ đặt cọc 20, thích thì không bán đất, đặt đặt thì phải đặt 50, mà không mua thì mình vứt. Bởi vì chúng ta chiều khách đồng ý đặt cọc 20. Để chúng ta kiếm 20 mà. Chúng ta sang lô đất chúng ta kiếm được 20. À, sang được 20. Ok. Rồi, thì đương nhiên vợ tôi một phát chuyển khoản cho bên bán. Sáng mai, sáng nay làm giấy tờ hết ở phòng công chứng, bảo bên chủ đất ký hết sẵn ở đó. Chờ bên mua đưa nốt số tiền còn lại, bởi vì bên mua mới đặt cọc 20. Đưa nốt, đưa tờ giấy người ta ký vào công chứng cọc, giao sổ lấy đủ tiền. Nhưng hôm nay nó bỏ cọc 20 triệu. Đây, 20 triệu mình đâu được hưởng, bởi vì bên bán. Nhưng lúc này mình đã lỡ tay đưa tiền cho bên bán rồi,
mình cầm sổ, người ta bỏ cọc 20 thì đương nhiên trong đó mình sẽ có khoảng 5 đến 10 triệu đi, nó bỏ 20 thì bây giờ thằng bán với mình mới thằng có 10 triệu, nhưng mình đã chuyển khoản trước, hôm nay bảo nó trả tiền lại, nó bảo đi mẹ lỡ em đang có công việc gấp giờ không còn tiền trả lại anh chị nữa, cho em nợ một tháng em trả lời. Thì bây giờ mình mất cái tiền đấy để mình di chuyển, ngày mai có lô đất đấy để mình vào tiền. Ở đây trạng thái là mình cho người ta cọc quá ít. Và cái thứ hai là mình không muốn bên mua và bên bán nó gặp nhau, để hai bên lỡ may nó hỏi tiền chân lật, bởi vì mình ăn có 20 mà. Mình bảo 10 triệu nhưng mình đớp được 20. Mất công nó bảo, bảo bên này lại bảo ứ chị ăn kêu có em có 10 triệu bữa nay chị lại người ta bảo chị được 20. Chấp nhận. Nhưng vấn đề ở đây là người ta lại mẹ bỏ số tiền đấy, nó lại đúng mẹ đi chỗ khác. Mình ở đây chẳng mất cái gì, mình có 10 triệu nhưng số tiền đấy nó giam mình lâu. Anh em hiểu không? Đó là một cái bài toán chúng ta chiều khách. Mua lô đất nửa tỷ mà cọc có 20 triệu nhiều thằng nó bỏ ngay. Đấy, và mình muốn ăn 10 triệu thì mình không muốn để hai thằng giáp mặt nhau. Bởi vì cuộc sống tò mò, đất này chị bán nhiêu? Vậy lô đất này em vừa nhiêu? Thế mình đứng rửa rửa thì người ta biết mình mẹ ăn thêm 10 triệu. Anh em hiểu không? Nên mình chơi trước, nhưng mà trời tính, mình tính không bằng trời tính được. Đấy, thà nó bỏ số tiền thì nó bỏ trong tủ, lúc nãy thì nó đưa lại tiền mình rồi, nhưng tiền đấy nó phúc đi nơi khác. Thì bây giờ mình chẳng mất mát thì sổ thì mình vẫn cầm thôi. Nhưng bây giờ mình không có số vốn to để ngày mai mình đảo. Đó là trong cuộc chơi bất động sản. Tôi lúc mẹ nào cũng tin lắm, mà đôi khi vợ của tôi nó lại như vậy. Tôi bảo bây giờ đố ở trên Việt Nam này ăn của tôi được ngàn nào luôn, trừ khi anh em bom hàng. Nói thật ở phút này, bởi vì cuộc đời tôi mẹ nó bị thiên hạ lừa nhiều quá rồi. Giờ nó mới gọi là khôn ra một tí, chưa biết bị lúc nào bị lừa nữa, tới già thế nào cũng bị một lừa lần hai lần nữa, nhưng bây giờ không. Bây giờ dứt điểm thì mẹ giờ mà thân cỡ nào thân thì đừng có tới mà hỏi mượn 500. Tiền trong tay mẹ cầm cả tỷ tiền mặt đây cũng không ở cho mượn 500. Khổ quá cho mày luôn. Đừng có mượn. Phút này không có tình cảm anh em ở phút này nữa, anh em hiểu không? Và tất cả những thằng khách hàng nữa, mẹ đừng có sửa con xe xong cầm con xe nó rông, tiền trao cháu búc hết. Trên đời nó là thế mà. Thế thôi. Và tục của cuộc sống này á, thật sự mồm hay hỏi nhau. Vừa rồi tôi sang lô đất kia, sang cho cò. Mày ăn tiền thì mày ăn mẹ mày đi. Mình gọi chủ tới ký. Nó cũng chị bán lô đất nhiêu ấy, chị bán lô đất. Mình thì mẹ có phải công việc của mình đâu. Công việc của mình là cò, mình bán cho khách, mình ăn được chừng đó tiền, mình dẫn khách tới, người ta ký, người ta lấy tiền. Mẹ bận tâm mẹ đâu. Cũng phải dò la để hỏi thằng chủ ăn bán lô đất bao nhiêu. Mẹ mới thằng cò đấy thì mẹ thật sự, tôi mà bán đất thì mẹ tôi vả phát mồm luôn. Ngày mai thì mẹ bớt lăn tăn. Mày cứ quan trọng là mày đưa khách tới đây, khách chồng tử tiền ký, mẹ mày kiếm tiền cò mày lướt. Nên đôi khi mình đang làm ăn ở cái mối này, mình kiếm thêm khoảng 10 triệu thì mẹ nó lòi mẹ ra. Thì người ta lại nghĩ bảo mẹ thằng này xấu không thật. Mà làm đất có mẹ thằng nào thật. Thì mẹ làm đất trên đời này mà bất động sản mà thật thì mẹ chết mẹ hết lâu rồi. Tôi nói thật cho anh em vậy, chẳng có đéo nào gọi là từ thật rồi. Làm đất cứ thằng nọ tiền nhiều ép thằng tiền ít. Thì mẹ thằng khôn thì mẹ ép cho cái thằng mới ra nghề, mới mà loi ngoi vào đập phát thì mẹ giúp ngay hết vốn. Nên nhiều thằng cò ở đây thì mẹ lôm côm trong tay thì mẹ cầm mẹ bao nhiêu tiền, cầm có vài trăm triệu hay là cầm có vài chục triệu, chẳng qua kiếm cò lướt đặt cọc vào. Thế thôi mà cứ hay tò mò. Anh em hiểu không? Nên nhiều cuộc sống thì phải cái gì nó phải thẳng phẳng. Công việc hôm nay tham gia chỉ có ăn với nhậu thôi. Đừng có hỏi nhiều. Đừng có tới đây thì mẹ đối tác này ăn ơi cho em xin số điện thoại nhiều thằng. Tôi nói thật. Nên rủ bạn đi đôi khi mất mẹ cả vợ. Nhiều lúc mình đi đái phát nó mon men xin số điện thoại vợ.
Em ơi, có gì anh làm ăn với em được không ạ? Anh có nhiều mối làm ăn. Thế lặng quạng nó cua mẹ hay mất mẹ cả vợ. Bởi vì gặp thằng bạn đấy nó râm rê, nó khoái con vợ mình. Trong làm ăn lặng quạng vậy là mất khách. Giống hôm nay, đi nhậu với ba đám bạn, gặp thằng này bạn mình cũng dẫn đi, mẹ gặp thằng đấy tư duy nó lại tốt. Thế chả vợ đi đái à? Mới ăn bạn anh Tuấn quen lâu chưa nhỉ? Anh em mình giao lưu cho em số điện thoại, chúng ta làm ăn. Thế lặng quạng mình mất mẹ cả mối. Thế là mình đang làm ăn với ba thằng đấy đang tốt. Thế hôm nay vô tiền dẫn thằng bạn mình đi nhậu, thế là tự nhiên ba thằng đó đi làm ăn với thằng bạn mình luôn. Thế mình dần 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 mình ra ngoài. Vừa xe máy vừa bất động sản, bây giờ trong tương lai mấy ông sửa xe máy giờ làm bất động sản nhiều đấy. Sửa xe máy làm gì cho nó khổ, cố gắng nghề sửa xe máy này kiếm được nhiều tiền để làm bất động sản chứ. Cả đời này sửa xe máy chỉ một thợ một phụ, làm hết cả cuộc đời này cũng chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Hãy tư duy thật sớm, nhanh có tiền làm bất động sản. Lúc nãy tôi chia sẻ về CGB, giờ tôi chia sẻ bất động sản. Ông nào ngày mai có 50 triệu gặp thằng bạn nào nó rủ dê làm bất động sản nên nó đánh cho phát mất mẹ 50 triệu đấy. Thế thì hôm nay tôi chia sẻ luôn. Anh em hiểu không? Đấy, đó là cách chia sẻ, đó là cái quy luật sống. Còn mấy ông mà tôi nói thật sự này, nghề này chúng ta không phụ. Nghề này mà chúng ta có trong tay nhiều thợ thì không nói, có nghề này một mình ông ấy một thợ, ông làm thì phải còn có ba kiếp đéo bao giờ giàu được. Cái nghề sửa xe này ngày xưa dễ giàu, nghề xe giữa dễ ăn, mạng internet nó không có, Sen Đỏ, Hazada, những cái thằng mà hay livestream thì mẹ về cái YouTube chia sẻ cái ban bận này, cái này món đồ bao nhiêu, nhiều thằng đọc mẹ vị rồi. Cắt đây khoảng 5-7 năm về trước mới ông kiếm tiền được, còn bây giờ nó bão hết rồi. Mới ông làm nhanh để mới ông kiếm tiền, để mới ông làm thứ khác, làm tới ba kiếp sửa xe này, nên làm tới cái lúc mà chuẩn bị xuống hòm mới chẳng khá được, nên vẫn lên trên mạng để sủa và dạy đời. Which đó là tôi chia sẻ các anh em làm ăn. Cái thời đây vài năm về trước thì đương nhiên nó dễ, làm ăn cái mẹ gì cũng dễ hết ạ. Thầy bà dễ, thợ ít. Bởi vì thợ ngày xưa Phúc Sanh Điện Tử nó hạn hẹp ở khu vực chỉ làm vua. Sau này thằng này mọc, hai, ba. Mẹ tự nhiên đi vòng qua vòng lại, thằng này khai trường tiệm thứ tư. Vòng qua vòng lại dưới quê này thằng này lại mọc thêm tiệm. Vòng qua vòng lại thằng này lại chui đầu vào trong Sài Gòn học Phúc Sanh Điện Tử. Thấy ông thầy cái live stream, ai giờ cái thằng này khu vực gần mình rồi. Rồi về nhà lại lấy rẻ nữa. Rồi nó lại làm ngang ngang mình nữa. Chia sẻ bớt hết. Ngày xưa internet nó ít, harada đổ nó ít, thầy bà ít. Bữa nay nhiều thầy mẹ cũng lên trên mạng kiếm tiền YouTube ấy, 5-10 triệu khổ như con chó lác. Hoặc là nhiều thằng làm YouTube về nghề sửa xe này 15 triệu nói khản họng. Mẹ cũng chia sẻ như thắn rồi. Anh em thợ thế là khách hàng vào xem nó hết rồi có gì đâu. Má phân này bao nhiêu tiền này, vệ sinh này, cái ban này thì mẹ nó toang hết mẹ rồi, gì nữa làm nhanh mà làm bất động sản. Còn ở cái tuổi mà 40, 50, 60 mà Phúc Sanh Điện Tử này mà không thành công lên mạng sủa, mấy thằng ấy đéo có cái gì cả. Mấy cái tên mà mẹ già già Phúc Sanh Điện Tử trên cái mạng này thì mẹ nó chẳng có cái võ mẹ gì cả, trên răng dưới dái hết mẹ, nó khổ bỏ mẹ. Thì mẹ thế cho xong sơ với đồ với mặt địa, nó trắng mẹ như vậy, điều đó cho anh em dễ hiểu. Nó đôi khi nó thô tục mà nó phải thẳng, anh em hiểu không? Thì mẹ chân tay le lẹt ra lên trên mạng quảng cáo Phun Sang Điện Tử như rồi. Nói thì nhiều người ghét tôi thật sự nhưng nó phải là đúng, anh em hiểu không? Cái này là tôi truyền lửa cho anh em nào ấy, đang cố gắng khu vực mình phát huy đi lên. Lọc quặc mẹ đốn cái mắt sên. Rồi vừa rồi cái bộ trên mạng ấy, remake cái thằng Tưởng Bình Dương gì ấy, mẹ còn dạy đời gì ấy, lên trên mạng hết. Đấy, chiếc SI đang trên mạng ấy. Tôi đọc được cái comment, anh em vào, anh em cầm cái máy treo dạy cái đó, dạy mẹ trong tư duy đi. Địt mẹ phô ra ngoài viết comment, nó đẩy hết trên mạng ngay, có mẹ gì. Rồi anh em xóa lỗi trả vờ vào để 15 ngâm lâu 20 phút lấy 150 rồi tư vấn khách hàng làm. Thằng đéo nào làm cái nghề sửa xe máy này có cái máy chẩn đoán, thằng nào không biết, đéo phải dạy đời. Những cái thằng mà nó đủ tiền mua cái máy chẩn đoán này thì mẹ nó được học những cái nơi mà nó đào tạo chuyên nghiệp rồi, cầm cái máy nó phải biết làm cái gì rồi. Anh em hiểu không? Rồi thằng tiếp tục thằng kia thì mẹ vào xóa lỗi ad sai ngu như con bò ấy, đi mẹ mày vào mày nói trước 150 hay 200 đồng ý thì làm.
Ai bảo khách hàng vào tẹt tẹt mày cầm cái máy mà vào mày xóa lỗi reset của con AdSense 150 hết lỗi mày ra mày lấy 150 địt mẹ nó đấm vào mặt mày ngay là may lắm rồi chứ. Đừng có nói ở đây bảo đầu tư cái máy 15 triệu lấy 150 là rẻ. Thì ông phải nói trước dù cái máy đấy không đồng. Ông phải làm cái món gì ông phải nói trước. Vào thì mẹ mở con in AdSense lên kết nối dây nguồn vào dây mát vào xóa lỗi ẹt phát ăn xong 150. Địt mẹ gặp tao tao đấm mày luôn chứ đầu tư máy. Nhiều thằng bảo đầu tư máy 2-3 triệu lấy 150 là chuyện bình thường hay mặt bằng 100 triệu. Mình phải là có một cái khoa nói để mình phải biết như nào để lấy tiền. Phẹt phát lấy 150 địt mẹ tao đấm mày rụng hai răng cửa ngày nay. Mày phẹt phát lấy bố mày 150 mày phải nghệ thuật. Anh em hiểu không? Nên nhiều thằng vào comment máy 10 mấy 20 triệu mày đầu tư máy thì mẹ 100 triệu thì kệ mẹ chúng mày chứ chúng mày phải biết cách kiếm tiền chứ. Mẹ bố mày đầu tư cả lô đất cả 1 tỷ đây thì mẹ còn sập hầm cái máy chuẩn đoán 10 mấy triệu là cái đéo gì. Thì mẹ cứ mua máy chưa chịu đòi lấy lại vốn. Thì đéo bây giờ thành công được ở nghề này. Rồi ông Tưởng Bình Dương chia sẻ đi mẹ những cái thằng mà cầm cái máy chuẩn đoán thằng đéo nào nó giỏi hết rồi. Nó giỏi thì mới có đủ tiền mua cái máy đấy về nhà nó phải biết hù ma dọa khỉ. Nên cái từ mà hù ma dọa khỉ là tôi biết anh em nói là cái từ đó nên anh em nào chơi với tôi là anh em sẽ hiểu sâu. Đấy. Anh em hiểu không? Những anh em nào mà học của tôi, anh em nào mà hiểu tôi là tôi anh em phải hiểu cái từ mà tôi nói ra là hù ma dọa khỉ. Cái từ hù ma dọa khỉ đấy là anh em phải biết rồi. Địt mẹ bố mình nhái con lên trên mạng dạy đời thì mẹ vào thét lỗi vắt 150. Thằng kia nó ấm ức bởi vì thằng này làm quá nhanh mà đéo báo trước. Bây giờ tôi nói ông đi massage này mà ông có hỏi bây giờ vé VIP hay là vé thường bao nhiêu tiền không? Mẹ chúng ta chơi không phục. Mất tiền nó không phục. Thế bây giờ thế chúng ta vào tiền ít mà không phục. Mẹ thế nó tí nó là thường thứ cùng nó đổi mà vé VIP. Nó bảo ăn ơi vé VIP 500. Bò 500 là 1 triệu. Ăn đồng ý không? Vé thường 200. 200 bò nó là 400. Ăn chọn cho em 2 vé. Và vé đặc biệt 1 triệu rưỡi. Tiền vé 500, tiền bò 1 triệu. Cả các ăn chọn em hạng mục nào 1, 2, 3 rẻ vừa VIP ok thì mẹ kiểm tra bác Hồ làm thỏa mãn trả tiền. Anh ơi bây giờ anh có xóa cái lỗi này không? 150 thì mẹ phải moi móc họng ga mở bừng trà buji tí thì mẹ nó làm bật phát bật cái yên lên phát là thì mẹ rút cái cổng calai ra thế là kết nối con sờ mất tun hay là motoscan hay mt và xóa pẹt phát hết lỗi ga anh ơi hết lỗi 150 địt mẹ gặp tôi đấm phát rụng răng mày luôn. Mẹ mày lấy tiền lấy không biết cắt lấy. Mẹ đúng thôi, tôi nói thật mẹ tôi sửa xe gặp mấy thằng đấy thì mẹ đấm rụng răng ngay. Mẹ lấy tiền quá rẻ mày đầu tư công nghệ chứ thì mẹ mày phải có tư duy tí chứ mày lấy đồng tiền thì mẹ nó hoàn hảo tí. Mày tăng tên tí thì mẹ mày mở cái họng kim phun ra mày làm nghệ thuật tí mày xúc mày xịt mày trả bố cái buji cái bố mày trả 150 thì mẹ mới thằng tiệm mày nó đốt tiệm là đúng thôi còn nhiều thằng mất hơi thì mẹ vào đập buji hạ máy thì mẹ mặt bằng chúng mày thuê 100 triệu hay 200 triệu tao đéo cần biết nhưng làm ăn nó phải là phải. Thì mẹ nó làm ăn phải nghệ thuật. Thì mẹ xe đéo nổ chết buji đập cái rút bình hơi ra. Thì mẹ gặp tao mua lít xăng. Bản thân tôi cũng là một người thợ. Nhưng nó phải là sự nghệ thuật. Giống người ta diễn hài vậy. Nó phải nghệ thuật. Phải có người xem. Người ta bỏ tiền. Người ta mua vé. Người ta xem nó phải xứng đáng. Chúng ta biết là cuộc đời này đang bị lừa. Nhưng chúng ta cảm thấy sướng. Bởi vì thằng này biết lừa. Nó lừa nhưng mình làm cho mình sướng. Nó lừa làm cho mình sướng. Bỏ tiền để mua lấy cái khột. Đó. Anh em đúng không? Chấp nhận bỏ đồng tiền này như thằng này rất xứng đáng. Nó lừa mình rất xứng đáng mà mình tâm phục khẩu phục. Mất đôi triệu cũng được. Nhưng ngày mai mình có thể học được bài học vô giá của nó để mình kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai. Nó là một cái chiến lược. Thì mẹ tôi đảm bảo Việt Nam này đéo có thằng nào dạy chiến lược hơn tôi luôn ấy. Kể cả đi học thì mẹ thạc sĩ tiến sĩ thì mẹ giờ ra nói kinh doanh với tôi thì mẹ đừng có nằm mơ. Tôi nói thật cho anh em điều đấy luôn, đừng có ngồi đây mà chữ nghĩa ấy. Thì mẹ ngồi đây giảng đạo tôi là giàu nhất ấy. Mẹ mặc suốt ngày mặc quần xà lỏng này, đừng ở đây đừng có nói tiếng ăn mới là để giảng đạo và chiến lược.
ngu chết chứ địt mẹ chúng mày, ngu chết con đéo. Thấy nhiều con gà vào địt mẹ máy này, đầu tư lấy 150 là rẻ. Mặt bằng mày đầu tư 100 triệu, 150 triệu, đéo quan trọng. Nhưng tại sao người ta bán nước ở trong sân bay mắc hơn ở ngoài? Bởi vì chúng ta đéo phòng bị. Chúng ta đi vào sân bay, chúng ta tiết kiệm tiền ấy, thì mua mẹ nước ấy, chúng ta sắt vào, chúng ta uống. Ở đây chúng ta quên, chúng ta lục hà lục hục để chúng ta chạy ra sân bay, chạy vào khát mẹ nước rồi. Đi đái cũng ra, phải chấp nhận mua chai nước trong đấy thôi. Kêu ca gì? Kêu ca gì? Đừng có nói bảo chai nước ở trong sân bay đắt. Đắt thì mang chai nước ở nhà đi uống cho nó rẻ, có ai chửi gì đâu. Chúng ta mang nước vào sân bay chẳng ai chửi. Không phải là vào sân bay người ta cấm mang nước vào, bởi vì cho chúng ta không chuẩn bị. Hay là đi ăn, ăn mẹ đi hàng lên sân bay, ui giời, bận công việc quá, họp họp, chạy vội chạy vào sân bay. Rồi sân bay bị gì, chậm giờ, tớp tô phở 120. Mẹ về nhà kể cả làng. Kể mẹ gì mà kể, ngu chịu chết chóc gì. Nên ở đây mới bố đừng có nói là thì mẹ đầu tư mặt bằng 100 triệu, ôm trong tay khoảng 10 thằng lính. Tìm mấy tiền các bố phải lấy nghệ thuật, lấy phải để người ta khâm phục khẩu phục. Món này chị ơi, em làm em bao cho chị, ở trong trạng thái nào, tháng nào, bảo hành cái gì, đồng ý giá cốp bụp. Cái này, cái này, cái này các chị sửa ở cửa hàng em, các chị được ưu đãi gì. Đấy. Hoặc là hàng năm các chị được ngày sinh nhật em tặng quà gì, và những cái kỳ bảo dưỡng các chị được cái điều gì, người ta làm thỏa mãn. Một con xe vào mổ mẹ 15 cụ, người ta vẫn sẵn lòng, vẫn sẵn lòng phục vụ thượng đế. Bởi vì người ta có tiền, người ta được cần cái sự phục vụ. Thằng có tiền nhiều nó chẳng bao giờ đắn đo cái tiền đâu anh em ạ. Một ngày nó kiếm ra có thể là 50 triệu cho tới 100 triệu thì nó tiếc gì sửa con xe 10 triệu. Nhưng nó cần được cái sự phục vụ tại cửa hàng chúng ta tốt. Bởi vì một thằng nó tầm nó kiếm một ngày 50 triệu, 100 triệu thì anh em phải biết rồi, nó đi xá giao rồi. Nó phải làm khâm phục, tẩu phục biết bao nhiêu người để đưa tiền cho nó. Nhưng bây giờ nó muốn là bây giờ nó kiếm tiền người ta rồi, bằng cái tư duy nó vốn có, hoặc là nó được học hỏi, nó muốn vào cửa hàng các anh để nó học được cái hay hơn những cái nó đang đi dạy. Nhưng các anh không làm điều đấy thì các anh toang. Đấy, được không? Cái này em không nói đắt hay nói rẻ, cái này em đang nói là mọi người có cái nghệ thuật. Em ở đây từ bấy em không nói là đắt hay rẻ, mọi người phải làm người ta khoái đấy, khoái thế thôi. Nói chung là mãn cuộc đời, cuộc đời này phải làm cái gì nó phải thăng hoa mãi, đúng không? Giống đi Bùi Viện quận nhất, đi phố đi bộ đấy. Có ai thức khuya, thức khuya dành cho những người người ta thích xem múa cột, mời em lắc vào thổi kèn bóng bóng, uống những chai bia ngắm những em lắc. Tại sao một chai bia ở đó nó gấp 10 lần ở ngoài? Nhưng anh em phải hiểu này, hết em này lặng xuống, em kia lên lặng, em này xuống, em kia lên lặng. Gọi là người ta đi theo vòng tua. Một người uống lon bia có thể là gấp khoảng 10 lần người ta được chiêm ngưỡng những cô gái đẹp. Cô này có cái đẹp riêng. Ồ, cô này có một cặp chân riêng. Ồ, cô này lại ngoáy cái mông riêng. À, mỗi người có một cái chiêu ngoáy. Nên nếu cô nào cũng ngoáy như vậy thì đương nhiên cái cửa hàng này sẽ không có khách. Nên người ta phải luôn phiên em này múa trong vòng khoảng bao nhiêu phút, xuống, tiếp tục em kia, tiếp tục em kia. Nó phải đảo liên tục như vậy để làm cho người xem cảm thấy khoái chí, có thể uống thêm 2 lon bia, có thể kêu thêm 1 dĩa trái cây. Bởi vì chúng ta khoái chí, bia uống hết rồi chẳng lẽ ngồi chơi. Ờ, thèm thuồng, thêm 1 chai bia thì người ta lại có lợi nhuận, người ta lại trả tiền cho cô bái ghê. Ồ, lúc này nhấm bia lại hết trái cây. Ồ, phải kêu dĩa trái cây. Ồ, lúc này có khoảng vài lon bia xà xà cần, chẳng lẽ phải chạy tạp hóa mua thuốc. Lúc đấy khoảng 3 giờ sáng ở phố đi bộ, làm gì có thuốc, kêu một gói 3 số, nó phải mắc hơn 3 số bên ngoài chứ. Điều đó là dĩ nhiên. Nên chúng ta kiếm đồng tiền, chúng ta phải chơi đồng tiền để chúng ta cảm thấy được cuộc đời này, phải hưởng thụ, đúng chưa? Nhưng đó là nghệ thuật hết. Giống tôi bây giờ này,
tôi xin nói xin thưa, tôi uống thêm cốc nước tôi nói thêm thưa anh em. Bây giờ vẫn còn hơn 100 người coi, tôi livestream từ bấy giờ là 1:30. Ok. Anh em xem livestream của tôi từ bấy giờ nó không có cái nghĩa gì hay. Thì ông nào lên đây xem? Đúng không ạ? Mới ông chửi tôi ngay hoặc là mới ông có thể là loát ra ngay. Mà ông Cam cảm thấy câu chuyện này tôi nói hay, thô tục nhưng nhiều lúc nó triết lý. Nó đi vào lòng người, các ông có thể là tiếp tục học được bài học. Các ông cảm thấy câu chuyện này hay thì các ông mới vào xem. Các ông đồng ý bấm tôi cái số 1. Còn từ bấy cái câu chuyện này tôi cảm thấy là một cái thằng Tuấn thô tục ở trên cuộc đời này. Nó là một thằng thầy dạy. Nhưng cuộc sống này tôi chưa thấy thằng nào thô tục bẩn thỉu như nó. Thì các anh cảm thấy vô nghĩa thì các anh không ra vào đây. Lúc nào tôi cần thô, lúc nào tôi cần nhấn, cần nhá, cần mặn, cần tình cảm thì lúc đó tôi sẽ nhập. Đúng không? Đấy, câu chuyện này các anh xem của tôi, các anh cảm thấy ok, các anh mới xem cái phút này chứ. Rồi. Xem, lúc này các anh có phải đỏ tiền cho tôi không? Các anh xem tôi khoảng 5-10 lần, có thể xem tôi 1 tháng, theo dõi tôi trong 1 năm. Các anh bảo, thằng Tuấn này mới được. Thì anh em mới đưa tiền tôi đóng học chứ. Có bao giờ tôi like một phát này, anh em tin tưởng tôi ngay một phát đầu tiên không? Đó là trừ khi những anh em thân thiết hoặc là theo dõi tôi biết rồi. Chẳng có ông nào bây giờ tự nhiên bỏ một tờ châu săn ra chuyển khoản 500.000 để vào thằng có nhóm học cả. Những ông ấy biết là nó rẻ nhưng không biết là của rẻ là của ươn, của cho là của bố thí. Biết 500.000 đấy là biết là rẻ rồi đấy. Nó dạy 20 đêm là rẻ nhưng không biết là ở trong nó dạy cái gì. Nó dạy cái điều mất dạy. Nó dạy để cho mình thua. Nó dạy cho mình ngày mai vỡ nợ. Nó dạy cho mình ngày mai bỏ con vợ, bỏ gia đình. Thì mình toan. Nhưng các ông phải theo dõi tôi chứ. Còn nhiều anh em tin tưởng nổ bắt. Đó là cái quy luật sống của tôi. Đấy. Chia sẻ cái gì nó phải đúng như vậy. Tất cả đây tôi không bao giờ nói các anh là mặt bằng 200 hay 700 hay bao nhiêu. Nó là nghệ thuật hết. Cũng là trai không độ. Không độ chỉ có một loại không độ. Quán bar khác, tạp hóa khác, không độ ướp lạnh khác, không độ vào sân bay khác, không độ vào quán cà phê bình thường khác, vào quán cà phê phòng lạnh khác. Đấy, giống chúng ta đi ăn nhậu, tại sao ngồi ở mát mát đây không vào? Chúng ta lại muốn vào phòng lạnh. Ồ, lúc này thì đương nhiên phòng người ta sẽ phải xây kín hơn, bắt máy lạnh. Thì đương nhiên cũng là món đó, cũng là con tôm đó. Một dĩa tôm 10 người ăn 10 con, cũng chừng đó ký. Tại sao dĩa tôm đó lại mắc hơn ở ngoài? Bởi vì chúng ta được lạnh, chúng ta được không được nghe tiếng ồn ào ở phía ngoài. Tập trung câu chuyện ăn nhậu, nói chuyện đối tác, lên chiến lược để ngày mai tiếp tục làm ăn. Đúng không? Đó là cái cách phục vụ tốt thì chúng ta sẽ thành công. Tôi ở đây không phải nói xạo. Có rất nhiều anh có thể là bị vợ la luôn, các anh vẫn theo dõi tôi. Có nhiều anh nhắn tin, một cái nhắn tin khá là dài, tôi cảm ơn rất nhiều anh em điều đó. Có nhiều anh em bảo không cần biết là tôi không biết là tại sao thằng Tay Ga Đình Tuấn lại mê mới ông như thế nào. Khuya rồi, làm ngày đã mệt rồi mà mới ông tối còn thức để xem nó live stream. Nhiều lúc tới 11 giờ. Tôi không hiểu nó live stream nó cho các ông được cái gì. Nó bỏ bả các ông hay sao các ông phải xem. Nhưng thật sự đó là sự thật. Tôi cũng không phải là một người điên điên khùng khùng. Buổi tối nào tôi cũng phải bỏ ra cái giọng của tôi, nói đỏ giọng. Tôi live với quý vị trong vòng khoảng 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ. Tôi chẳng bao giờ bị điên nói những cái khùng khùng lên này để quý vị chửi cả. Bởi vì tất cả cái xã hội này tôi đi tới đâu tôi cảm nhận được điều đó. Như vừa rồi tôi đi Sài Gòn, tôi đi Vũng Tàu, tôi đi Đồng Nai, tôi gặp được nhiều anh em, có thể tôi trải nghiệm. Tuy tôi không quen, tôi cũng chẳng cần xin số điện thoại của ông nào cả. Vừa rồi tôi đúng, tôi đi Sài Gòn không xin bất kỳ số điện thoại làm ăn đối tác của ông nào luôn. Vào nhậu thôi, anh em nói chuyện thôi. Hóng. Rồi, đi thôi. Đi để cảm nhận, đi để biết. Để cuộc đời này mà và còn sống, làm để có tiền, đi để phải biết ở cuộc đời này, để trải nghiệm. Đó. Thế thôi. Giống như bỏ bùa. Đấy. Có gì đâu.
Cái nhớt ngày hôm qua tôi nhập về một cái, có một anh trai này ở Lâm Đồng chưa quen biết tôi. Đầu tiên anh hú há một cái, anh nhắn tin cho tôi thôi. Anh Thành, không biết anh Thành ở trong này có coi không? Anh bảo học online 500, ok. Anh chưa chuyển khoản. Anh đẩy tôi hai thùng nhớt, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ anh ấy bóm hàng hay không. Thế anh lại thêm một thùng nữa, lít 3 là 3 thùng, mười mấy triệu. Hôm nay anh lại gọi một phát nữa, một thùng một lít nữa là 4 thùng, mười mấy triệu, 15, gần 16 triệu. Anh ấy chuyển khoản 500 ngàn vào nhóm học. Chưa bao giờ cuộc đời này tôi thấy một người nào mới quen ủng hộ tới 4 thùng nhớt nano. Đóng thêm 500 ngàn vào tiền học online. Điều đó là rất vui. Có thể là 500 ngàn đấy, ngày mai anh bom luôn cái số hàng đấy cũng được. Chuyện nhỏ. Nhưng cảm thấy những người anh em nó phải sẵn phẳng, nhanh nhẹn như vậy. Tôi cũng không bao giờ mở một cái miệng rồi ra. Ừ, cái chuyển một số hàng như vậy, nặng như vậy. Thả cái máy quay đầu về bình thường, bởi vì tiền ship nó có mấy chục ngàn. Tiền ship này lên tới gần triệu, tôi chẳng bao giờ đặt cọc. Bởi vì khi cuộc chơi tôi đã tin những anh em trên mạng, thì kể cả bom hàng là tôi chuyển bình thường. Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ bị bom hàng. Ở cuộc đời cần phải nhanh, thế thôi, phải dứt khoát, tốt nhất không bao giờ đánh đề. Đừng có ý tưởng ngày hôm nay không quán nó ra, ngày mai chúng ta quán vào sẽ chết. Đừng bao giờ. Thế thôi, đó là cuộc đời tôi muốn chia sẻ. Giống hôm nay mà tôi mua biển số xe tối hôm qua, hôm nay tôi quán nhỏ nhỏ, thằng lính tôi bảo quán ba chân, tôi quán nhỏ nhỏ, tôi ham vui, tôi quán với mẹ khoảng 1 triệu hay 500 tôi cũng trúng rồi, không thích. Bởi vì nó làm cho mình cảm thấy ngày nào mình cũng hiền vì nó, bảo dễ ăn như vậy. Hãy chịu khó buồn một chút xíu, phải đưa nó ra khỏi bộ não này ngay. Đừng có tiếc. Giống nay tôi tiếc con lô đề đấy. Tôi có thể tôi bỏ tiền ra mua con ẹt này 50 triệu cũng được. Nếu tôi thua 10 triệu hôm nay lô đề, tôi đánh lô con 26. Chẳng hạn như vậy. Tôi sắt nhà, tôi coi như tôi thích con xe, tôi mua giá 50 triệu vì số đẹp chẳng hạn như vậy. Nhưng trúng một phát không hề vốn, nhưng tôi không chơi. $40 triệu nó vào với các bạn nhanh để lấy con xe đấy. Nhưng trong lòng của chúng ta, nếu không có ý định tạm dừng, nếu bởi vì tham, bởi vì ăn 40 triệu, ngày mai ta chơi tiếp đi, biết chừng nào hết 40 triệu. Cứ nghĩ như vậy, nghĩ như vậy, nghĩ như vậy. Bảo bây giờ ăn được 40 triệu ngày nay, có thể đánh 10 triệu nữa bỏ cũng được. Còn được 30 triệu. Nhưng tới lúc đó chúng ta không có điểm dừng. Tôi rất sợ là tới ngày 2013 nó quay lại. Là dần dần cái dàn xe này cứ bán ăn dần hết. Tù nhiều lúc bán rẻ luôn cũng có. Hãy dừng ngay lập tức cờ bạc. Và tốt nhất chơi những thằng cờ bạc, tốt nhất né nó ra. Những cái thằng ở chung quanh chúng ta là cờ bạc, chẳng có thằng nào tốt đẹp cả. Đầu tiên sẽ là bạn khuyên mình đừng chơi, sau này nó sẽ rủ rê. Hãy quên hết những cái thằng cờ bạc, máu cờ bạc mà không lo làm ăn, né hết qua một bên. Dù nó trước mặt tốt bao nhiêu với các bạn, tốt bao nhiêu sau này các bạn sẽ vào đầm lầy. Đó là cách chơi. Thôi không làm phiền quý vị nữa. Bây giờ 22 giờ quý vị nghỉ với anh em đi nhá. Rồi tất cả anh em truy cập vào trong Zalo, em tư vấn nhóm. Ở đây sẽ có hai nhóm. Một nhóm Zalo để chúng ta học, nhóm trong Facebook. Cái này anh em không học qua Zoom nha. Anh em học Zoom, anh em không coi được video. Anh em sẽ học vào trang Facebook và một cái nhóm chat giao lưu. Đấy, các anh hãy cố gắng vào học. Rồi đêm mai thì Tuấn không live stream được nữa. Nghỉ và live stream nhiều, nói nhiều mọi người hãy ghét thôi. Mọi người bảo mẹ cứ buồn cười nhỉ. Ăn cơm xong chưa kịp nghỉ, chưa kịp nói chuyện với vợ con, thằng Tega thì Tuấn lại phát live stream, lại cắm đầu vào xem. Rồi thì tôi có thể là tạm hoãn. Ngày mai tôi tiếp tục vào công việc dạy. Hẹn tất cả 95 anh em. Chắc ngày mai sẽ là 100 người đấy. Ngày mai sẽ là con số đúng 100% anh em trong nhóm. Bây giờ sẽ là bao nhiêu người rồi tôi sẽ xem thử. Cho anh em xem thử thôi. Sẽ là 100 anh em trong nhóm học online này. Thì tại sao tôi không đánh lô đề hôm nay và tôi không mạnh dạn? Bởi vì cái nhóm này tôi đã nói đầu tiên rồi. Nhóm này tôi chỉ cần lấy lại tiền iPhone này thôi, đang live stream. Nhưng cái đam mê của tôi là mở tour con ẹt sai. Tôi chỉ là mua con xe về nhà để tôi gắm con IC và tôi chạy thử một vòng, con nó cảm thấy nó ghê gớm như thế nào để tôi hạ về zin.
Tôi chỉ có thế thôi. Còn tôi thừa khả năng để tôi bỏ tiền ra tôi mua IC chuyện bình thường. Tôi mua về nhà tôi chỉ có hứng thú là remap nó thôi. Đấy. Và nó là cái sự may mắn để cái khóa này tôi dạy luôn anh em về VBA nó hoạt động như nào. Đúng không? Thì coi như cái khóa này tôi không mua điện thoại này nữa, tôi chờ khóa sau. Hoặc để tôi bán hàng, hoặc là tôi kinh doanh cái gì khóa này. Coi như anh em ủng hộ tôi, con winner rồi, tôi bỏ ra 20 đêm, tôi chắc ăn. Tôi không cần phải đau đầu. Khóa này chắc ăn có winner rồi. Đúng chưa? À có SI 155 rồi. Khóa này 100 người cơ mà. Trừ hao những anh em mua máy đi lặt phặt đi còn 90 người. Anh em thử nhân 5. Tôi nói trắng phớ đây luôn, nhân năm chưa kể anh em mua tài liệu từ bữa giờ phải 50 bộ tài liệu, trên 50 bộ. Tài liệu tôi phải kiếm chút chứ. Kiếm trăm, 200 chứ, 100.000 chứ. Công mẹ đi in đi đồ mà bộ tài liệu phải kiếm trăm chứ. 90 người, 95, 45 triệu. Cho trước mắt dư được 5 triệu đi. 5 triệu để tôi ăn uống đi, dạy quý vị 20 đêm. Tôi nghĩ vào 20 đêm thì đương nhiên tôi bỏ công sức đấy ra, công sức đấy ra quý vị bao tôi ăn uống. Tôi 20 đêm trình diễn quý vị, tôi cảm thấy xíu cuộc đời còn hơn. Nay tôi đánh luôn đấy. Ê, anh em hiểu không? Đó là cái mãn nguyện của một người, nó phải thỏa mãn và đam mê như thế. Ê. Rồi đây tôi cho anh em xem khóa học. Tôi thấy trên mạng là chẳng có cái mẹ gì, tôi phải lừa mọi người, nói phét mọi người để lấy tiền mọi người. Bao giờ tôi nói thật luôn, chẳng có cái gì tôi phải ngán ở cái phút này bây giờ cả. Để tôi thành dân ngày hôm nay mà tôi có số tiền ngày hôm nay mà tôi có một cái cửa hàng này, xe cái gì tôi thích là tôi mua về, iPhone thích tôi mua về, tôi chẳng có gì phải ngán, phải giấu mọi người cái gì tôi kiếm mà bao nhiêu tiền tôi nói bao nhiêu tiền thế thôi. Nhưng làm sao mọi người mãn nguyện là được rồi, băn khoăn làm cái gì cho đau đầu. Mãn nguyện mọi người là được rồi, cuộc đời chẳng có cái gì phải lừa dối nhau cả. Quý vị bỏ ra 500, quý vị sẽ được học cái gì quý vị biết ngay. Nhiều ăn cái lăn tăn lăn tăn lắm thì các anh cũng chẳng bao giờ lên được 10 tỷ đâu, tôi nói thật. Các anh cứ lăn tăn khóa học này 500 cho tới 1 triệu mẹ cho tới tài liệu thì trong tay các anh cũng chẳng bao giờ có 10 tỷ. Có 10 tỷ thì các anh chẳng bao giờ học cái nhóm học online của tôi làm gì cả, đúng không? Rồi, cái lăn tăn làm cái gì, đừng có lăn tăn. Đây này, bây giờ tôi tiếp tục đưa anh em vào trong nhóm này, 91 người này. Này, được chưa? 91 người này. Tí nữa tôi đưa nốt nó sẽ là con số là 100 lẻ. Đấy, thấy chưa? 91 người. Tôi cho 100 người đi, thất thu 10 người mua máy lặt phặt đi thì bèo gì nó còn là 90 người, 95, 45 triệu trong vòng 20 đêm. Đó. Thì mọi người bỏ thêm 500 ngàn cho mọi người. Mẹ đợt này mọi người chứng kiến được con winner với con xe S155 đi. Mọi người nghĩ như vậy thôi. Đấy. Bỏ 500 nghìn ra được chiêm ngưỡng S155 cắt đo kiểm như thế nào. Nghĩ như vậy. Mấy winner X. Chưa kể một dàn xe này. Sơ đồ mặt điện này. Remap này. Sờ mất cây này. Phân tích dữ liệu này. Đề từ cặt cặt. Học đi để kiếm tiền có 500. Kiếm chỉ cần 5 triệu thôi. Khóa sau lại học tiếp 500. Đó là cái tư duy. Bây giờ thì mẹ nhiều bố bỏ ra 500 thì mẹ cứ tưởng là nghĩ rằng cả cuộc đời này thì mẹ bỏ ra có 500. Thích cái gì là hỏi nó. Để kiếm được 1 tỷ ăn không muốn ra sao bền thế được. Tôi nói trong nông na mới bố chỉ có bỏ 500 ngàn luôn. Nhiều bố đắn đo ấy, đúng không? Tính toán đến đo tôi chi cho các bố này, cộng trừ nhân chia này, bỏ có 500k ra, nghĩ trong đầu thì mẹ chỉ cần học về FI nó kiếm được 5 triệu thôi, thông thủy. Ngày mai nó đăng ký khóa gì học tiếp nó. Mẹ chưa bỏ 500k, nghĩ bỏ 500k không biết mình đủ học được gì ta. Đủ lỡ may mình về nhà mình kiếm được 500k không ta. Tôi nghĩ như vậy thì mới bố thì mẹ có mặt xuống thì mẹ đào ba cái lỗ, mẹ đào có khoảng 10 mét đất thì các bố chẳng bao giờ thành công được. Nghĩ nhẹ thôi, thằng đấy chắc tài đấy, đóng học mẹ trong tương lai chỉ cần thì mẹ nó biết về FI, không sợ về FI,
hy vọng kiếm được 4 năm củ được rồi. Cảm thấy lấy phát đầu tiên của FI cảm thấy cuộc đời nó sướng. Lần sau mẹ nó dạy cái gì 500 triệu học tiếp. Mẹ bỏ ra 500 học tiếp lại kiếm tiền tiếp. Thứ nhất lại ôn lại. Nghĩ như vậy cuộc đời thấy rồi. Hiểu không? Nhiều bố đã bỏ ra 1 triệu lần sau học tiếp lại đóng tiền á. Còn lại các bố còn mới đầu tư cái iPhone 13 Pro 30 củ. Còn lại mới bố còn mới đầu tư con Winner 30 củ. Còn lại mới bố con mới đầu tư con Essay 40 củ. Thế là bay mẹ 100 củ. Bỏ 1 triệu học nữa. Nữa. Ủa má tôi lạy mấy bố luôn. Rồi sau mới bố mai gặp ban bận thì mẹ chưa vào, chưa kiểm tra. Gọi. Hỏi ít mấy nữa tôi lại đầu tư SH cả 100 triệu nữa. Rồi khóa này học 500, khóa sau được sau lại học thêm 500, lại học 500 nữa. Thưa là còn lại các bố còn mới đầu tư cái SH 100 củ nữa bố. Con thức 20 đêm con diễn cho các bố. Các bố không cho con ăn thì chắc là lấy đâu con lấy con diễn. Anh em biết ăn thì chúng ta phải biết chi. Mẹ mua xe đây Essay 40 triệu, mẹ dạy các bố lại bán được 42 triệu đâu, mẹ sau này còn 30 triệu. Xe toàn xe đẹp. Mẹ mới bố kia đầu tư ba xe rất nát đi, mẹ đầu tư dây này thì phải câu dây này, đức mẹ dây kia nó ăn hẳn ra vả, đúng rồi gì đó. Lúc đấy thầy đeo gỡ được cái bàn đấy đi. Ôi đi phải thầy cắt dây ở đoạn này, trò đã nối lại rồi. Thì phải tí nó vẫn bị ăn hẳn thằng thầy ra thì phải toát hết bộ hồi đít. Chết mẹ là lý do. Mò mẹ dây. Thầy đi phải con hẳn ra bả. Lúc đấy thầy ấy, tôi nói nè, ông thầy lúc đấy bảo chữa. Em có nghiên cứu đi, lúc đấy thì mẹ trả vờ đi đái chứ. Hoặc là ngồi lên cái bàn nghĩ đi, mẹ tối hôm qua thì mẹ mình nhớ mình đánh cái ban này sau mẹ giờ học trò nối lại không hết nhỉ. Mẹ giờ cái xe của bố heo quá dây mò ve mẹ đi. À, với ông học trò thì mẹ ông cứ cầm ông kéo ông lắc ông rung ông nổ máy ông nối lại tí nó bị tụt mẹ dây kia thợ thì thầy đau đầu ngay em mới đo thông mạch chứ rồi thầy em nối lại em đo thông mạch từ cảm biến đầu này mà. Thầy thì lại cứ ngồi thế này. Đi phải tôi mà đi học phun xăng điện tử nay thì để tôi đánh mấy ban xong tí nữa thầy bảo ô cái này bị cái gì nhở. Thầy tí nữa đi phải tát một hồi đít trong tương lai. Mẹ bữa nào tôi đi học tôi đi qua Thái tôi sửa cái mặt tôi chút. Mẹ tôi mà đi học phun xăng điện tử thầy đánh ban tôi thì phải tôi đánh lại mẹ thầy lúc đấy thì mẹ những cái thầy nào mà bụng to đầu hói thì mẹ nó chỉ tát một hồi đít. Tôi nói thật đừng có buồn. Xong tí nó nồi kêu tôi chạy vào từ thay sau xe này nồi côn nó gợn nó lắc bị gì thì thầy dạy FI mà em hỏi nồi thế thì thầy dẹp mẹ nó đi thầy dạy đeo thì thầy dạy thầy phải biết hết về động cơ về FI về nồi niêu xong chảo thì thầy biết về FI không thì phải đéo ăn ai được vài sơ đồ mặt điện thì mẹ phân tích và cảm biến thì gọi là cái đéo gì cho phun xăng điện tử thế tôi đánh nó em để thầy dạy. Thôi, để thầy dạy lại học phí, trả lại học phí. Vừa rồi em đóng học phí bao nhiêu nhỉ? Kết toán tôi tiền như nhỉ? 8 củ đây. Thầy dạy 10 triệu. Thôi em im lại, cho em học. Hết ngày thầy cấp cho em cái bằng chứng chỉ giỏi nhất, chứng chỉ 5 sao. Thôi, thầy, mai thầy đánh ban gì em im dùm thầy chút. Để cho mấy anh em học. Em phá quá. Trời em cứ tưởng thầy tay nghề em yếu nhưng ngờ thầy em hơn cả thầy này thôi. Các bạn đi học nghề tôi khuyến cáo các bạn ấy, đi học ở đâu vậy, đi học của tôi học của ai vậy thì các bạn đánh cho những thầy thì mẹ tụt đi hết. Thấy không mẹ các anh em đánh cho nọ xỉa kia thì riêng tôi thì để bục con TB tí cho nó loạn con IC tí thì mẹ cứ khôi phục cái remap. Gan ti cứ đờn lên. Còn anh em nào không học của tôi, ok, học ở nơi khác, bởi vì anh em xa tôi. Anh em alo tôi đánh cho vài bạn. Cứ vào bình thường anh em buổi đầu khi nào thực hành đấy. Lúc mà thầy đi đái hay là lúc thầy nghỉ trưa tôi chỉ anh em đánh vài bạn. Đấy buổi chiều bảo thế là thầy sao có xe này, anh em có thầy gỡ bao nhiêu phút cho bạn đấy. Cứ alo tôi.
chỉ cần làm như thế thôi. Để chờ thầy đi nghỉ trưa, anh em mà xin phép thôi em học tốt. Sáng nay hay chiều nay thầy dạy cái gì em tập sách vở em ôn lại tí cho em ngồi đây đánh cho tôi vài ba. Tí nữa đi về thầy thì tắt một hồi đít, tôi nói phét lác. Đi về thầy này không va chạm với cái ban đấy để dạy cái lý thuyết không, tôi nói đi về tắt một hồi đít. Nếu các bạn làm được như tôi chỉ đôi tay các bạn làm như tôi, thầy trên mạng là nhiều thằng phải tắt một hồi đít. Lúc đấy các bạn lạng quạng thì phải đi học miễn phí đấy. Tay ga tinh quyết cười cái gì giờ mới tới nhà luôn. Lê Đức Tín, hello anh, đêm mai gặp nhau rồi nhá, yên tâm. Lê Đức Tín, sau cái buổi livestream này anh gọi cho em một phát, gọi live time nhé, gọi live time phát đi, anh nói cho em con xe bị cái gì phát. Trung Thành, em buồn cười quá, mẹ Tay Ga Tinh Quyết đây chửi cười đều em, hơi lớn tiếng với anh em rồi đó, Lê Xuân Giáp. Lê Xuân Giáp ơi, anh ghét em, anh chặn trà Facebook em lại. Anh Giáp, chặn luôn Facebook em lại. Mà rồi chiều bị mố pin à? Thế là ok à? Tôi live stream tôi bảo anh em rất nhiều mà anh em cứ bảo ok hết. Tôi chẳng hiểu anh em ở thời buổi này thế nào là từ ok. Thế nào là anh em kiểm tra áp bơm là ok? Thế nào là kim phun ok? Thế nào là đánh lửa ok? Có ok hết. Đồ ok hết. Ok hết là toang hết. Đừng bao giờ nói với tôi là cái từ ok. Làm xe đừng bao giờ nói với tôi là từ ok. Khi nào chắc ăn là gọi là từ ok. Ok ăn. Ok ăn. Đồ. Ủa tôi đã bảo rồi. Mua cái thứ này nè, cứ thấy sợ con xe nào mà hành là treo mẹ nó lên. Treo lên xe này. Đây này. À, hoặc là anh em treo cổ này. À, treo cổ này. Ê, được không? Tôi đã bảo rất nhiều lần rồi. Bu lăng sụp xịt này, báo lỗi 52 này. Tôi nói anh em chẳng nghe, mà anh em cứ bảo là ok hết. Ồ, em thay CKB, ok. Chứ bây giờ thay cả IC, cả CKB mà vẫn không đề được. Anh ơi, em đo 6 sợi dây thông mặt vẫn không đề được. Bu lăng cứ sụp xịt. Ok. Thay hết rồi mà vẫn không đề được. Đủ, tôi bảo tốt nhất anh em mua luôn xe. Nên anh em tôi khi buồn tôi bảo tôi không dạy nhiệt tình. Tôi bảo tới đó rồi tôi cũng hết cách. Mua luôn xe. Rồi anh em làm máy xong bị mất guarantee, anh em reset, anh em vệ sinh hậu ga vít rõ. Vẫn không có guarantee, làm tới làm lui thì cũng mua xe thôi. Tôi hết cách. Mai gửi 10 cục treo lên. Tôi bảo rồi, phun xăng điện tử này đấy. Bởi vì anh em không hiểu, bởi vì cục mô bên sườn anh em biết nó đánh lửa cỡ nào. Đánh lửa mà anh em dám thò tay vào, anh em sờ, hoặc là anh em dám ngậm mô bin vào mồm, vào lưỡi, thè lưỡi ra để anh em đề không? Nó đánh lửa cỡ nào? Nó làm việc cỡ nào không? Tia lửa được nó phóng cỡ nào không? Ở trong cuộn dây nó kích hoạt như thế nào không? Toàn cái nào làm việc nhiều là toàn. Ở trong xe toàn nhiều này. Con IC này nếu thợ không đụng chạm này rất lâu chết. Tôi bỏ qua vấn đề IC nha. IC từ từ tôi bỏ qua đi. Bởi vì nếu anh em thợ nào có tay nghề này, không phải có tay nghề đâu, đừng có trọt kẹt, IC này tôi bỏ qua, không bao giờ chết nha. Hoạt động nhiều này. Rồi thay đổi khí lạnh này, nóng lạnh này, đang ở cái nhiệt độ khoảng 100 độ C này, phà phát nước vào này, tọt phát xuống, đột ngột, phịt 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 xuống 7, 80, 50, 50, 40, 30.
có vấn đề ngay. Trong quá trình chạy này, nóng này, hấp thụ này, nhiệt này từ trong động cơ ra này, con này này vít này chết liên tục, chết này. Bơm xăng là cái gì? Một cái motor được IC dập mát cho nó, bơm liên tục, bơm kích 2,8 tới 3,2 tới đầu chụp kim. Lúc này IC điều khiển tín hiệu xung kim phun, chưa kể xăng ở trên thị trường bị tạp chất hoặc pha trộn, làm việc với cái đó nhiều. Rồi tiếp tục TB, thì bạn nó chết thôi, có cái gì đâu mà mới bố cứ bảo nó ok. Rồi mới bố lại hỏi lý do, lý do hoạt động quá nhiều chết thôi thì phải có đồ chơi. Đầu tư một cục này, tôi nói là đầu tư tất cả FI nhá, nếu bạn để thử cho xong dòng dòng xe ga không nhá, 1 triệu bạc, một con CKB, một con TBS nếu ông nào ngớ ngẩn không có máy chẩn đoán, một cục bô mi sườn kim phun áp bơm công. Đầu tư tôi cái áp, nhiều bố đầu tư áp đéo đầu tư tháo ra thì mẹ mở luôn cả cái bộ bơm xăng ga lắp vào bơm xăng này vẫn chết. Tuấn ơi, nhiều rất nhiều bố ở trên Việt Nam này, Tuấn ơi, đủ ăn mượn luôn cả xe cái về nhà ăn tháo, đưa cả bộ bơm qua vẫn bị. Thế mới bố mua mẹ cái áp bơm 650 mà bố cần áp lắp vào tay này vuốt ga này, đi mẹ vuốt dẻo cổ tay như tôi này, áp ok loại trừ. Thế thì lấy đâu mà chết được? Mấy bố bây giờ thì mẹ cứ lo ăn nhậu rồi mới chiều nay ra con số mấy gì đây, con mấy gì đây, là con hai gì đây, con ba gì đây, trợn mắt lên mẹ để xem cái công ty xổ số Minh Ngọc nó rớt từng con, nó xoay tròn tròn tủm tỉm trúng rồi, đủ mắt cười như kiểu mà Bác Hồ sống lại ấy. Cái đấy chịu khó đầu tư cái sơ đồ mặt điện này, đầu tư mấy con này này. Nhiều bố mẹ sửa phun xăng điện tử, đến lúc con CKB chết mẹ rồi chạy phụ tùng thì nghe mua con IC hỏi 150 của nó có lắp vào được không. Anh em cũng biết rồi, nó đổ cái rắc như này, nó đổ linh kiện này, thì trong này linh kiện nó đều, có thể nó đi ăn bớt đi, có thể nó thay linh kiện rẻ tiền, đơn giản con điện trở thôi, nó cũng có con rẻ tiền và con đắt tiền đấy. À, nó cũng là một con điện trở giá trị như nhau, thế mà con rẻ tiền con đắt tiền đấy. Mọi người thấy hai cái dâu không? Nhiều cái dâu lầu đức không xét, nhiều cái dâu bỏ này vào phát nó xét rẹt, đục qua đục lại gãy toang đấy. Đó là con điện trở, thì trong mặt điện tử này cũng thế, tiền ít mà cứ đòi ăn ngon thì làm gì có. Tiền ít này cứ vào nhà hàng này, này cứ đòi ăn tôm hùm này, tôm tươi này, tôm tươi là nó bơi ở bể đấy. Ê, tôm này nó khác với tôm ướp lạnh, chúng ta phải cảm nhận điều đó chứ. Đấy, nên nhiều ông làm phun xăng điện tử chết thì phải chết như mưa, chết ở điều đấy. Và đặc biệt cái xe Vespa nó có cái mẹ gì, nó nói rằng con riêng con xe Vespa mà mưu nhá nó mới khó sửa nhá, còn riêng Vespa mà IC rời đấy, hoặc là cái sau này BN04 này, BN02 này thì phải búng phát ra bận, IC chết nhiều lắm. Ừ. Ô mẹ, nhiều bố chia sẻ con Vespa thì mẹ làm như thánh thời trên mạng, con Miu thì nó hơi khó tiếu cho nó, thì phải cái loại này xe chết lù khủ. Mẹ tất cả chưa mở khóa, tất cả nó nuôi cho tất cả hệ thống bơm xăng đồ thì phải kim phun đồ vân vân đều có điện áp 12V đấy, bởi vì trực tiếp từ cầu chì nó nuôi vào đây, từ đây nó chạy ra cảm biến luôn. Ê, với xe Honda là bật khóa điện nó mới cấp 12V vào đây và cấp ra mô bin chẳng hạn, tôi nói mô bin nè, rồi kim phun nè chẳng hạn như vậy nè. Đấy, những cái gì có điện áp là nó cấp ra, như thằng này từ đây cấp ra luôn, nguồn vào phát đây phịch ra luôn. Ê, nên nhiều bố mẹ Tuấn ơi tắt khóa điện rồi tại sao mẹ đo kim phun mới có 12V nhờ, nó có sẵn rồi, vào đây đây đi ra luôn, vào đây đi ra không còn một khóa, cái loại này chết thì phải IC cả đống.
còn nó chẳng có cái mẹ gì cả, con riêng có xe học ga rời, có mỗi TVS mới gọi là cái van cầm chừng. Là nhiều người gọi là cái van Galanti đấy, còn nhiều người gọi là cái van IACV đấy. Còn cục môi trường của nó là lấy cục môi trường của Attila đấy, mát sườn, dây còn lại tín hiệu đấy, đánh lửa ra này là có áp này. Mẹ riêng con Vespa đấy phát một chết cái này liên tục, còn mới còn cảm biến xe chẳng có mẹ gì cảm biến cả ngoài TB. Chết như sung dụng. Con này anh em vào trong hết mua 2 triệu mấy là giá 1 triệu bạc. BGN S05 này. Rồi, BGS 05 này. G0402 lắp chung được hết. Mẹ lắp vào đọc ra cái mã, lấy cái đầu trâu và chép khóa phát, lắc khóa phát, trước khi lắc khóa và cài đặt TBS. Nhiều bố lắc khóa xong cài đặt chip xong đéo đổ, bởi vì bố cài đặt TBS. Toàn ghét. Riêng con Vespa này mẹ dễ ăn cực kỳ, kể cả Vespa chế cơ hay là Vespa mà loại IC. Đa số chết IC này nhiều cái gì đâu. Cái dòng Vespa này dở, IC này dở. Mew nó còn sống sót. Riêng cái Vespa mà MN02, MN04 rồi MG02 gì 05 này, anh em chưa nhìn thấy cái tia lửa điện, nên anh em cứ tưởng là đánh điện, đánh lửa là ngon. Thì mẹ nó nổ lắc sạc 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 chết. Nổ đề ba, nổ máy để xịt và nổ máy vút ga lại chết. Xịt lại chết. Ném bố con đi xe vào lấy tiền ngay. Và đặc biệt cái này nó hay bị chết cái mặt kim phun này. Chết mặt kim phun nhiều lắm em, chết mặt bơm xăng nhiều lắm. Rẻ bà có triệu bạc này. Có ở khu vực nào có Vespa này. Cứ loại xe rời này, xe rời này nó bắt ở dưới cái bệ cổ đấy. Đấy, nó bắt vào. Ê, hai con ốc 6 ly đấy. Đấy, nó bắt vào nó treo lủng lẳng ở đây này. Dây ông ten này, dây IC này. Vào xong. Đấy, ngày mai tôi sẽ tháp chip vào trong này luôn cho anh em về nhà, cứ bỏ vào, bỏ chip vào lắc lắc nổ. Ngày mai tôi đi mua con Vespa về luôn cho anh em. Thằng kia ngày mai nó bán con Vespa này 27 triệu. Ngày mai tôi mua về luôn cho anh em luôn. Fix video cho anh em thay những cục này luôn. Có thể bán cục này tôi lời khoảng 100 ngàn, mua Vespa về nhà live stream cho anh em chơi. Còn cái loại mà 23V đây tôi có rồi. Thích ngày mai đập theo con đấy về 27 triệu. Nó đang bảo 30. Ngày mai 27 triệu đập về luôn. Xe đẹp leng keng. Tôi chép chip, dán chip vào cho quý vị về nhà thả con chip. Ê, lách ổ khóa lên cái để fit fit. Nhớ cài đặt tôi TBS. Trên dòng xe của Biazo, tất cả chúng ta cầm có cái máy. Nên nhiều ông không có máy không bao giờ làm được Biazo. Mới ông mà không có cái máy tít tít thì chẳng có ông nào làm bia rô chạy ngon được. Đấy, bởi vì nó liên quan về TBS. Nên có nhiều ông thì phải có một cài đặt chán no mới ông mà. Chỉ có trên dây, trên răng dưới cắt tút không có máy thì không bao giờ sờ vào bia rô ngon. Rất quan trọng về TBS. Các ông làm cái gì nó ngon hết đi, khả năng đi hết. Mà TBS mà ông không làm được, chẳng bao giờ con xe Vespa ngon cả. Nên nhiều người cao thủ Việt Nam mẹ cứ lên trên mạng live stream Vespa rồi MN04 rồi GL02 gì 05 thì mẹ nhìn như bố trời, thì mẹ lắc mẹ IC và cài đặt TBS kết thúc. Hai nữa mới bố làm Vespa mới bố toàn là thay kim đều, còn thì mới bố bị ấn hành thôi. Đặc biệt cái dòng xe Mew này 23V này, Mew của ba này, mới bố thay kim đều. Mấy hai bố hai mấy ai nữa các bố chết về những cái dòng xe Vespa, mỗi bố chẳng biết và dung tích xi lanh bao nhiêu mới bố thay kim không đúng, đúng không? Đấy, và mới cụ cũng chẳng biết phân biệt là con xe này hụt ga hay là hụp ga, nó khác nhau cái từ T và chữ P, P phở đấy, hụt hay là hụp. Đấy, hụt tất cả là nó cũng là chữ H và chữ U và dấu nặng, nó khác nhau chữ T và chữ P phở, hụt hay là hụp. Vậy đề đéo nổ cứ bật phịt 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 cũng bảo là hụt. Thừa xăng cũng hụt, thiếu xăng cũng hụt. Thế nào là hụt, thế nào là hụt, nên phải phân biệt ra. FI sẽ không bao giờ có quyền hành với quý vị. Đấy,
Nói là nhiều anh em ăn tín này em nói là tất cả những cái thằng cụ nào á, mà có xe nó làm động cơ vào mà không nổ ăn á, anh phải kiểm tra tất cả tầm cam cho em và cái mâm điện đó, nếu mà để làm tầm cơ xúc bắp phải kín nhá, coi lại tầm cam bắn ngay mâm lửa tôi có chốt là phớt chết nhiều lắm, rất nhiều anh em hiện tại chết ở cái trạng thái tầm cam và chốt là phớt. Chốt là phớt ở trong bu lăng ấy, tôi đây gọi là chốt là phớt, còn mấy anh em gọi là chốt gì tôi chẳng biết, gọi là chốt là phớt đấy và tầm cam. Với anh em thật sự có nhiều anh em ít va chạm, thật sự chỉ biết về tí phút xăng thì tử, còn về động cơ động yếc chẳng qua ở làm cho nó vui thôi chứ mắt nhắm mắt mở vậy thôi chứ lắp có lắp cho nó vui, cứ nghĩ là đi ép gen về nhà thả cái gen vào rồi nhét bít tông vào rồi vô xúc bắp rồi vô phốt rồi căn cò vậy thôi, thì chỉ có thế thế thôi không có cảm giác. Tầm cam chẳng biết thế nào là trúng cả. Những anh em căn tầm cam sai là ở nhiều cái chỗ ông xin cam không chịu thay, xin cam vẫn trùng á. Các ông mà thay làm xin cam nhiều rất ông nhiều ông chết, xin cam không chịu thay, thay xin cam trùng, căn tầm cam phê phết á. Bởi vì xin cam nó quá rán. Khi mà mỗi ông đẩy cái tăng cam xuống thì mẹ nó lật mẹ mắt rồi. Tôi nói thật. Để mà một cái cửa hàng nhỏ bé như tôi không cần bất kỳ một thằng đối tác nào chung vốn làm ăn để thành công ngày hôm nay ít lắm. Mới nổi đây mà thật sự ít thằng nào thành công như tôi lắm, tôi nói thật. Nhiều thằng góp vốn làm ăn chia 2, chia 3, chia bỏ mẹ ra, nói thật. Ít được thằng nào thành công như tôi hiện tại lắm. Bởi vì tôi chẳng có gì tôi phải giấu mọi người cả. Là nó phải sự thật. Băng ban bận chẳng qua anh em thấy không, chẳng qua cái live stream nó phải là tỉ mẹ chia sẻ, nói chuyện tí. Còn tôi ở trong nhóm học thì phải giải quyết nó chi tận. Trong nhóm học đời nào mà tôi nói chuyện như này được thì phải mục tiêu của tôi chỉ có mẹ căng đét. Ngày hôm nay tôi dạy cái gì tôi phải lên lịch trình trong bộ não tôi. Hôm nay dạy cái này nó phải căng đét cái này. Camera phải căng đét. Hết giờ kết thúc. Và online này chỉ có kết thúc 1 giờ 30 phút. Không có 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi nữa. Đúng 7 rưỡi quý vị vào học. Nhiều lúc 7 rưỡi quý vị không cần nhắn tin với tôi. Có nhiều lúc công việc của tôi bận một chút xíu 5-10 phút hoặc là 8 giờ thiếu 15 tôi mới dạy được. Thì lúc đấy tôi sẽ dạy bù cho các anh. Các anh không cần phải gọi. Còn nếu mà thật sự đêm nay tôi bị mệt, tôi không dạy, tôi có viết một cái comment vào trong cái nhóm. À hôm nay anh em thông cảm, Tuấn có công việc. Dạ hôm nay xin phép mọi người cho mình nghỉ một đêm, mai mình hướng dẫn mọi người tiếp. Đôi khi tôi có thể là công việc nó bận 5-10 phút thì tí nữa chúng ta học muộn một tí. Có đúng 7 rưỡi học thì đương nhiên anh em sẽ biết kết thúc lúc mấy giờ rồi. 7 rưỡi, 8 rưỡi, 9 giờ. Phê phê tí nữa thì trong 15 phút nữa 9 giờ 15. Phê phê tí nữa 9 rưỡi. Được chưa? Đấy. Chứ không có gì phải nhéo nhéo gọi điện thoại. Ừ, Tuấn ơi chưa vào học. Anh em cứ cầm điện thoại đó. Rồi, cứ vào cái nhóm ấy đi. Rồi tôi phát live stream phát là xong. Tập trung, chuyên môn. Chúng ta đi tìm ai là FI. Anh em thấy không? Tôi cứ trắng da đẹp này. Quay cái iPhone này nó không sửa màn hình anh em thấy không? Thế râu ria tóc làm sao cứ mọc trắng ra là được. Mày bữa nay tụt mất 4kg rồi anh em. Bữa nay còn 65kg. Nói nhiều anh em, nói nhiều này nó mất sức lắm cho anh em. Anh em cứ ăn nhiều, nói nhiều nó ra này, nó mất sức cực kỳ. Nói nhiều mất lắm, anh em thử nào bữa nào cứ nói tôi đi. Cứ nhảm suốt ngày rồi coi nó có phê không. Đây tôi nói anh em mệt lắm, hai cái mắt mấy cái này nó mệt lắm. Không phải dễ lấy anh em mẹ 500-700 ngàn đâu. Chẳng qua anh em ưu tiên tôi ủng hộ phụ tùng tôi kiếm mấy thứ chúc chúc, nồi chúc, mô bin chúc, buji chúc, 2-3 ngàn nó gộp lại một cái đơn nó có mấy chục ngàn hoặc là 100-200-300 ngàn. Thì cái thứ nhất ấy, thì anh em ủng hộ tôi, ví dụ tôi lời cái món hàng nó mỏng mỏng thì tôi bán ra được nhanh. Anh em về nhà, ví dụ như CKB này cũng vậy này, tôi lời ít, anh em về nhà treo thay con lấy triệu thì anh em phải treo chứ, để chờ khách nó vào hoặc là đối tác nó vào nó chết anh em mới thay được, anh em mới có tiền chứ, đúng không? Nên cái gì cũng vậy,
Đấy, tôi cũng chia sẻ thật luôn, chẳng có gì phải nói. Như IC này tôi đầu tư gần triệu một cục. Anh em biết tôi đầu tư IC mấy là sớm mấy cây trong này gần 400 triệu. Tôi nói phét mọi người, riêng cái mảng IC với sờ mất kia trong cửa hàng tôi gần 400 triệu. Tôi phải bán cục lời vài chục trăm chứ, trăm chứ. Bởi vì tôi làm cho anh em thì mẹ tôi mua xe về nhà tôi test cho anh em sống nhân răng. Tôi không phải là mua mấy cái thằng mà gì vậy ở trên trên mạng nó không có tóc. Đồ tôi ấy, kim phun hay là cái gì lỗi tôi còn dám chấp nhận được. Còn riêng cái linh kiện điện tử này, tôi đảm bảo anh em, nó phải là OCK hết. Bởi vì xe tôi đã có thiếu đâu. Kể cả cái cục IC Winner X mua 450 về nhà bán 500 Vmap cho quý vị, mẹ test luôn. Nhiều lúc quý vị mua về nhà thì mẹ lỡ có bỏ tiền ra mua được có cục, mua ngay cục ấy tèo thế đi trả lại nó mất không. Tôi đây test thêm 50 Vmap cho quý vị luôn, quý vị về nhà lấy tiền. Rồi IC của chị Edsai mua cả 6 hơn 600 ngàn cục, bán có 700, 750 về nhà móc. Rồi anh em nào muốn mua tua ok tôi móc xong cái miếng mà nó tôi móc ra ấy, tôi bỏ vào cho chấm một cái, tí nữa về nhà em chỉ cần nạy phát lên thấy cái dấu đấy, làm cho nó quen tay, xe cắt vào cứ vậy mà mổ, đúng không? Đấy, có cái gì đâu anh em mình. Rồi sau này anh em có IC chết hay là cái ban bận gì đấy, anh em cứ 50-50 lại gửi IC tôi kiểm tra có lấy độc bạc nào đâu. Riêng anh em của trong nhóm tôi mà gửi IC ý của tôi kiểm tra thì mẹ kể cả tôi thức đến trưa đến khuya tôi ra tôi chờ xe tôi cũng có lấy ngàn bạc nào đâu. Rồi anh em là yêu mến là ủng hộ Vũ Tùng. Đấy. Đó là cái cách để tôi làm ăn với mọi người không? Đấy nên tất cả mọi người phải hiểu ở trong quy luật đó là trong cuộc chơi nó phải là như thế. Rồi tất cả anh em tin tin tài khoản đi, anh cho em vào nhóm với nha, mai em chuyển khoản. Thật sự đúng, nhiều anh em kẻ mới học của tôi đây ra này, mới học rớt chân này, nhiều anh em vẫn có một câu xứng đáng. Anh ơi, hoặc là Tuấn ơi cho mình vào học, ngày mai mình chuyển khoản. Thật sự nhiều lúc có anh em tôi không lấy tiền luôn. Có nhiều anh em cảm thấy kiếm được tiền dễ thì anh em cho tôi 500 có cái gì đâu, gọi là từ cho tôi. Chứ không phải anh em đừng có nghĩ ở tiền học tôi có thể nó cái từ là nó có từ từ có thể mọi người bố thí cũng được. Với tôi ở trên mạng này những cái từ văn hoa này, tôi chẳng có cái gì tôi phải bằng nào. Nhưng bố thí ở đây ra mọi người bố thí cho tôi thì mọi người nhận được cái gì thì mọi người chỉ có 20 đêm đấy mọi người mới biết thôi. Đấy, chịu khó 20 đêm mà học những cái bài là quan trọng, chịu khó mà ghi chép vào thế thôi. Chịu khó 20 ngày này đừng có bỏ cuộc, ngày mai xem lại video mới không hay đâu. Lâu lâu bỏ ngày thôi, có 20 đêm này tranh thủ 7 giờ là phải kết thúc cửa hàng rồi đấy. Đó, tắm rửa kỵ kỵ lâu lắm thì 10 phút là 7 giờ 10 này. Ăn cơm phà phà 15 phút cho 20 phút đi, tới 7 giờ 30 là chờ tôi là vừa đẹp. Khách hàng vào làm cái gì ngày mai hết, đừng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội. Nếu mà từ đêm thứ 3 trở đi, từ đêm thứ 3 trở đi tốt nhất quý vị đừng lên bỏ lỡ cơ hội. Có đêm đầu tiên số 1, số 2, số 3 thì những cái đó sẽ đọc về đồng hồ ba cái vớ vẩn. Còn tăng tốc nếu mà để phê thì từ đêm số 3 trở lên cho tới phút cuối, mọi người phải tận dụng cơ hội đấy. Đây là tôi chia sẻ thật đấy. Nó vào nó thay cái xăm cái ruột cái bẹ đó. Làm phúc làm đức gì ở này, học để lấy kinh nghiệm. Đức phúc làm nhiều rồi đấy. Anh em hiểu không? Đức phúc này phải làm. Làm chỗ nào cần làm, chỗ nào không cần làm là không cần làm đấy. Chịu khó mà học để ngày mai tiếp tục phục vụ công đức, kiếm tiền đi làm công đức chẳng hạn như vậy. Lâu lâu cái gì đấy đi làm công đức gì thả 5-10 triệu 2-3 triệu gì đấy. Đó mẹ. Thế bây giờ tôi nói này, đơn giản có cái câu đúng giúp người ta cũng được. Nhưng cái lúc các ông mệt rồi, các ông lúng túng, các ông nhiều lúc các ông hồi hộp, các ông hồi giờ chưa được học FI, rồi các ông lại hồi hộp, các ông lại phạt thay cái dăm, đâm mẹ vào cái tay. Mấy ông tức, mấy ông lại chửi lung tung lên, tí nữa mới ông học căng cái dây thần kinh. Đấy không? Rồi mà ông học chẳng hiểu cái mẹ gì hết thì tốt nhất tôi nói này, 6:30 nếu cửa hàng nào làm đông dẹp mẹ hết, còn cửa hàng nào làm nghỉ tiếp, tắm rửa ăn cơm đúng 7:30 và đêm mai bắt đầu 20 đêm chờ tôi. Thì cái đồng tiền 500 ngàn đấy các ông thả cho tôi 20 đêm thật sự nó phải xứng đáng từng hào, từng đồng,
Từng những buổi tối các ông bỏ ra học của tôi 1 tiếng rưỡi, nó phải xứng đáng cho ông từng giờ, từng phút, từng giây, từng tích tắc đồng hồ chạy. Tôi nói dám cam đoan với mấy cái bóng điện này luôn, 20 đêm online này. Cố gắng làm để tốt, để kiếm được tiền, để đầu tư. Sau này chuỗi chuỗi cửa hàng, tất cả ông nào cũng đam mê như tôi hết. Mà thế giới của đồ chơi, chẳng cần phải hỏi bố con thằng nào trên mạng, chẳng bao giờ phải coi bất kỳ một thằng nào livestream thì mẹ dạy đời các bạn trên mạng là về FI cả. Mua vì đam mê, bởi vì có tiền mua. Mua về công nghệ, nhưng tiền vẫn đưa cho vợ, vẫn cho con cái học. Đó là cái thú đam mê mua. Những cái đồ ve chai này FI sau này mua hết, không bao giờ gọi là từ phí, không thay được sau này bán. Đồ FI càng ngày càng lên giá, IC càng ngày càng hiếm. Anh em hiểu không? Đó là cái thú đam mê mà tôi muốn truyền lửa cho mọi người. Mọi người hãy trân trọng cái cơ hội đấy để mọi người học. Có 500 nghìn thế thôi. Đấy. Còn mọi người học của tôi, mọi người muốn xem ai online thì xem. Mọi người vào xem tôi xử lý về FI. Chẳng qua đây mọi người xem qua màn hình thôi. Thì nó chỉ được đạt kỷ lục khoảng 50%. Bởi vì FI này tôi bảo 100% thì quý vị phải sờ được vào xem. Còn quý vị mà học trời Âu ở trên Việt Nam này, du học ở bên Tây Ban Nha, ở bên cái mẹ gì vậy, Phú Sang điện tử, tôi không quan trọng. Mà quý vị không có 50% về công lực, về tay, đôi mắt, tai để cảm nhận về con xe Phú Sang điện tử, thì nó chỉ có 50% đạt về công lực và về FI. 50% là yếu tố con người và tư duy và đôi tay của anh em. Phải cầm bỏ hàng, phải có cảm nhận về con cảm biến, phải sờ con ốc, phải có cảm nhận, đưa đôi tay như thế này. Con tay cứ thế này, thế này, thế này. Đi. Chẳng làm cái mẹ gì hết, kiếm cơm thôi. Mắt nhắm mắt mở, mắt như thế này. Mắt như thế này, tay như thế này. Thì là cuộc đời này may lắm chỉ có kiếm tiền. Kiếm tiền chẳng qua mẹ chỉ có hy vọng rằng cuộc sống này mẹ không đói thôi. Còn cuộc sống này để mắt cái tay này để làm giàu thì không bao giờ thành công được. Anh em hiểu không? Đó là cái cách chiến lược tôi muốn truyền chuẩn bị cho quý vị. Thôi giờ này khuya rồi, quý vị nghỉ đi. Tôi phải nghỉ một chút xíu đưa anh em vào trong nhóm. Nốt có mấy người, tin, có anh em nào nổ tài khoản. Tới phút 30 đêm ngày mai vào lúc 19 giờ mới nổ tài khoản được. 19 giờ 15 đêm mai vẫn nổ tài khoản được, bởi vì 19 giờ 30 mới khai giảng. Và ngày hôm sau vẫn nổ tài khoản được, bởi vì ngày hôm đó mới học về đồng hồ thôi. Dạy về đồng hồ thì nhiều ông biết rồi, thì bảo bỏ qua, thì thông cảm, nhiều ông chưa được học. 20 đêm tôi xếp sắp ở trong cái bộ não tôi rồi. Đêm nay tôi dạy cái gì, đêm sau tôi dạy cái gì, và đêm cuối cùng tôi dạy cái gì, quý vị không có cần nôn. Và những đêm đầu tiên những ông biết rồi thì học đêm đầu tiên, đêm thứ hai, đêm thứ ba nó hơi bị chán một chút xíu, mà ông phải thông cảm. Biết rồi thì đêm đấy không học, đưa vợ con đi chơi hoặc đưa bạn gái đi tán, để cho những ông yếu học. Rồi qua đêm thứ ba, đêm thứ tư, lúc đấy là sơ đồ, lúc đấy là cần tăng tốc. Và những đêm thứ 10 trở đi tiếp tục nổ đề từ về sơ bất kỳ, về máy, về móc, thì lúc đấy mấy ông cần thích mấy ông vào học. Được. Có thể mấy ông biết rồi, mấy ông có thể 500 ở trong này, mấy ông chỉ cần mẹ học khoảng 2 đêm thôi. Giá trị 500 đấy nhỏ lắm. Có thể nhiều ông cũng tạm tạm biết về FI rồi, đôi khi mấy ông thả 200. Mấy ông coi cái sự sức diễn của tôi, những cái câu nói của tôi trong Phú Sang điện tử để nhấp nhả về những con cảm biến, những đôi tay của tôi nó có run hay không. Đó là tôi nhìn qua màn hình này để tôi dạy anh em, thì mọi người sẽ cảm thấy xứng đáng. Tài liệu online 1 triệu và phụ tùng online. Còn trên đời này thật sự tôi biết người nào so đo tin toán thì không bao giờ bền được đâu. Thì không sao, tôi muốn chúc cho người này luôn luôn thành công. Tất cả số tài khoản 0909 755 993 Zalo em. Mẹ, cuộc sống này đừng có bao giờ tờ trâu săn đắn đo mọi người. Có xác định biết rồi thì đừng bao giờ bỏ 500 nó phí. Còn đã xin vào trong nhóm học thì đừng bao giờ tiếc 500 cho tới 1 triệu cho tới 2 triệu. Khóa sau nó sẽ là bài nổi 1 triệu. Yêu tiền tất cả anh em nào mua phụ tùng, tiếp tục bài nổi 1 triệu. Học FI này để kiếm tiền, kiếm 1 triệu đi. Chỉ cần bỏ 500 này ra kiếm được 2 triệu thì lúc này chúng ta sẽ có lợi nhuận 1,5 triệu. Nhưng lúc này chúng ta tự tin FI. Lúc này tại sao bỏ có 500 ngàn ra kiếm được 1,5 triệu? Khóa sau đóng 1 triệu nữa, vẫn còn dư 500. Những cái bài nổi mang lại cho quý vị kiếm tiền triệu. Được chưa? Đó là cái cách để tôi sống. Còn những anh em nào cảm thấy đồng tiền đấy tôi dạy tiếp tục với lấy tiền thiệt thòi,
cuộc chơi này chấm dứt quảng bệt. Tôi phải đầu tư chứ. Đầu tư thì tôi mới lấy tiền được anh em chứ. Anh em kiếm tiền được, anh em phải bỏ tiền cho tôi chứ. Đó là cái chiến lược. Thế thôi. Vui vẻ mà sống. Chẳng có cái gì cuộc đời này phải oán chăn, oán chắc. Nếu chúng ta oán nhau thì chúng ta sẽ không đến được với nhau. Chúng ta cảm thấy cuộc đời này không yêu nhau được nữa thì chúng ta chia tay. Đừng bao giờ miễn cưỡng, đừng bao giờ cố níu kéo. Càng níu kéo cuộc đời này càng khổ, kể cả hạnh phúc hôn nhân gia đình. Cảm thấy người vợ người chồng không hợp nhau nữa nên làm đơn ly dị. Còn cuộc đời này cứ từ từ, nhưng cuối cùng hạnh phúc thì chẳng được cái gì. Cứ làm trái tim đau khổ, cứ làm cảm thấy bộ não cứ phải suy nghĩ thì cuộc đời này nên chấm dứt để quên đi, để đi tìm cái cảm giác mới. Ở cuộc đời này còn lại thì hãy làm điều đó. Ok. Xin chào mọi người. Khuya rồi, 2 giờ live rồi. Giờ này vẫn còn 80 người xem. 2 giờ 15 phút. Rồi quý vị nào không tiếc tiền, tin tài liệu nữa là 1 triệu. Đây tài liệu này mới in này. Tin. Tài liệu này hay phết đấy. Đừng chê. Nó không cao sang gì đâu, nhưng chịu khó đọc. Và có người hướng dẫn như tôi, chịu khó ghi chép vào. Ghi chép vào đêm này học thì ngày mai ngủ dậy đâu phải xe làm cả ngày. Tùy theo hôm, dặn làm gì. Bà học gì ta? À, hôm qua tay ga học, tay ga Điền Tuấn nó chỉ cái này. À, đoạn này đang quên ta. À, học tới cái đoạn này đang quên ta. À, điện thoại. À, cảm biến này, các anh em đo chừng này. À, ok. Cuộc đời như vậy, để mà trong tương lai này tôi nói, thằng nào cũng giỏi như tôi hết. Bận hả, chưa hả? Nghỉ sớm, ngủ ít thôi. Ngủ nhiều mệt. À, cơm xong. Thế là người vợ của mình bảo, bữa nay ông là người mọt sắt hồi nào đấy? À, ông bữa nay là người có chữ nè. Ừ, vợ. Thời buổi công nghệ, chồng phải thay đổi tư duy tí chứ. Từ lúc mà ông học thằng tay ga Điện Tuấn giờ, tôi thấy ông cứ cầm cái sắt của nó luôn. Ăn chẳng ăn, ngủ chẳng ngủ bao nhiêu cả. Ơ, vợ này, ăn vẫn ăn đó thôi. Ừ, ăn phải luyện công chứ. Luyện công người nào có lợi? Em mới gọi là người có lợi. Anh kiếm được tiền. Đưa cho vợ, vợ lúc đến lại cười. Hôm nay châu săn, châu kiếm tốt thế nhỉ. Đấy, đó là cái cách tư duy để tôi hướng dẫn cho mọi người. Tiếc cái gì? Hạnh phúc nhất ở cuộc đời này là chúng ta gặp được nhau. Mọi người gặp được tôi là cái hạnh phúc ấy. Tôi đang nói thật sự đấy. Tôi nói thật là bao nhiêu người gặp tôi ở trên đời này, có ông nào thất bại như nào? Tôi nói xin phép một câu này. Những ông nào mà học của tôi, mua phụ tùng của tôi, mới ông cảm thấy có những cái cuộc nào chỉ cần mới ông chưa được học của tôi thôi, nhấp mua cái phụ tùng. Hay như ông coi tôi những cái live stream, mới ông cảm thấy có cái gì hay không? Mới học được cái gì của tôi không? Tôi xin phép nói câu đấy. Học được thì nói học. Có học được gì của tôi không? Hay nó vô bổ? Học được cái gì của tôi không? Này tôi đang nói anh em một câu cuối này để tôi nghỉ luôn này. Ngày mai tôi chẳng nói chuyện mọi người đâu. Ngày mai mọi người trả tiền cho tôi chẳng nói chuyện, bởi vì tôi gặp mấy anh em trong nhóm rồi. Và ngày mai trong nhóm này đâu phải tôi nói dai này. Đúng 1 giờ 30 phút kết thúc trận đấu. Bởi vì khi tôi dạy tôi cần phải cái âm thanh nó hay hơn được không? Tôi luôn phải bảo vệ chứ. Đúng không? Đó, mọi người gặp tôi là cái hạnh phúc đấy. Trên đời này sinh ra tôi ấy, mọi người được hạnh phúc như tôi đấy. Mọi người được gặp tôi, nhưng cái hạnh phúc cái quan trọng, mọi người làm tốt. Người vợ mọi người lại hạnh phúc vì mọi người. Bởi vì mọi người được gặp tôi, kiếm tiền không nhiều cũng là ok. Người vợ, gia đình anh em lại hạnh phúc vì một người chồng. Ông này có tư duy tốt, biết thằng này được, này nói thẳng, đôi khi thô tục nhưng nhiều lúc nói câu ngấm thấm vào lòng tốt nên học. Tôi nói chung là đôi khi chẳng nói tục đâu, mà đôi khi cuộc sống của tôi nó phải là thế. Ở đó phải một thế một chút xíu. Mai gửi link em vào học, mẹ thằng này có link rồi mà lại gửi link cái gì nữa. Có link rồi mà cứ link luôn thôi. Lục Ken, anh truy cập tất cả vào Zalo của em 0909 đây. Anh em này, không tiếc tài khoản này.
khuya rồi. Đây, đây. Mọi người đừng có ngại, mọi người truy cập này, mọi người bảo Tuấn ơi, giờ mình học. Tài liệu nữa triệu đây. Nổ luôn bây giờ đi nào. Bây giờ có anh em nào nổ tài khoản bây giờ không nào? Đây. Khó cần phải hỏi. Tuấn Lùn nổ 500 hay Tuấn Lùn ơi? Tuấn Lùn ơi, mở hàng em 500 tài khoản cái nào? Trung Nguyên, nổ tài khoản anh ấy, mai anh bán một tùng anh trừ nợ cho. Tài khoản hôm nay mẹ tụt kinh khủng luôn. Đây, đây. À, cộng 500 ngàn. Ai đây? Cửa hàng sửa chữa xe, bảo dưỡng xe ga Ngô Đại. Đủ trừ 50 triệu này anh em này không? Đủ trừ hai phát thì phải 100 triệu, đau hết cả lòng. Đây, trừ 50 triệu. Trừ 50 triệu anh em thấy không? À, cộng vào cứ nó có 500 mà trừ tới 50 triệu này không? À, trừ 50 triệu, trừ 50 triệu. Mới có tin tài khoản lúc bao nhiêu? Có 8 giờ. Có em nào nổ tài khoản em phát không nhỉ? Đấy, số em đây. Tin cái cho mọi người. Có em nào nổ em 500 ngàn tối nay to tặng em cái không nào? Này, đi xe nữa này, cần này. Cho thì phải sửa, mang cục đi sửa này, lấy mẹ 5 lít. Biết về nhà được mấy ngày chết, thay tổ triệu bạc. Mẹ nay hết tiền, gặp ngay ông đói nữa, thôi toàn. Rồi, tôi kiểm tra Zalo. Đưa ông vào nhóm hết, chưa mai vào nhóm hết có cái gì đâu mà. Gì đấy? Anh cho thằng em tên Minh Sơn số điện thoại Bạc Liêu vào nhóm chung với em nha, để hai anh em cùng học. Bảo anh ấy nhắn tin cho em. Rồi. Má đói gặp ngay cái bố già này hết tiền. Còn cười đều, đúng rồi. Chơi với người mà hết tiền người ta còn cười lại mình. Ngân hàng Việt Công Văn anh em ơi. Đây ngân hàng. Nổ cái từ tối giờ em live stream chẳng ai nổ tài khoản, chán thật. Đêm nay thất bại, chắc là chuyển đi bán nhớt quá. Nói mẹ khô hết họng hơn 2 giờ, mày chưa ăn gì tối nay, mày người tọc bụng teo lại chết. Số tài khoản rồi đi đâu nữa rồi. Teo hết số tài khoản, số tài khoản. Đây, 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 đây. Đây anh em, số tài khoản em này. Mày, anh em này hỏi tài khoản nó có binh không biết. Đây, số tài khoản này. Mà tin tin không biết. Đây, Việt Công Văn này. 0431 3 số 0 275 080. Ừ. Tin xong phát, chụp hình gửi vào Zalo, số điện thoại này phát là xong. Vào trong nhóm luôn đêm nay này. Đấy. 1 triệu luôn đi. Rồi. Gì cuộc chơi này, tuần này mới trừ 100 triệu phát. Số giáp ông vợ ngủ anh ơi. Em chưa kiếm được tiền, ngủ khó ngủ quá. Tọp người rồi. Tụt ký lại, chết vì tiền. Thế nào, xin số tài khoản Nguyễn Tiệp, anh trả lời Zalo đi. Nguyễn Tiệp, anh trả lời Zalo đi. Đọc lại số tài khoản mà. Vietcombank 0431 3 số 0 275 080. Yeah, anh em chụp lại hình đi ạ. Mang thương hiệu Nguyễn Đình Tuấn. Đấy, bấm cái số tài khoản này nó phải hiện lên Nguyễn Đình Tuấn chuyển tin tin. Đấy, ok chưa? Yeah. Em để đây được mà. Hạ cam chấp không nữa. Nhiều anh em xa không nhìn thấy. Đấy. Đây, đây, tin 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 tin. Ừ.
Zalo. Sư phụ cho mình vào nhóm, mai nổ tài khoản cho. Đấy, số tài khoản đấy anh em ơi. Tin. Tin. Đêm mai gặp nhau. Số tài khoản rất rõ. 0431-360-275-080 Ngân hàng Vietcombank. Tin. Chưa thấy tin nhỉ? Tin cái vào nhóm luôn. Ai rồi, học phí bao nhiêu? Học phí 500k hết và ôn lại. Năm trăm ca anh em ơi. Tin. Ôi trời, output input VV3 output P input P. Quá giờ này anh em mà gửi tôi cái này thôi này. Output A này, input A này, VCC này, output P này, input P này, gì này. Đúng quá, ta là put không. Tin anh em ơi. Chưa ai nổ tài khoản nhỉ? Mẹ nhờ phát nổ tài khoản cái để nghỉ mà. Phê thật. Đức Trần, thôi ngủ đi, ngày mai cày tiếp Tuấn. Tiếp Tuấn cùng anh em ngày mai thứ hai rồi. Mà mai thứ bảy nha. Mai thứ bảy. Tin. Rồi, kiểm tra Zalo nào. Gì đấy, anh Linh này không gửi côn à, anh lấy gì nữa nhờ? Thiết Kiệt anh em này, ok, em đăng ký khóa học 500k anh, ok. Gì đây, 24 tin nhắn cho em suất học online, ok. Tin, giờ này tin rồi. Tin. Gì đây, tài khoản bị khóa gì đây? Ông nào tài khoản bị khóa nữa đây? Xóa luôn, tài khoản bị khóa nè. Cho em đăng ký học FI, ok. Tin. Tin, ok. Xin chào này. Bố này là chống rung, chống giật thôi, không chống rung. Minh Sơn này. Chào anh này. Truy cập nhóm. Ok anh, vào nhóm anh. Ok, chỉ cập vào đây này anh. Học thứ hai đến thứ sáu một tuần. Đúng rồi, thứ hai, thứ sáu nha anh em. Rồi này Zalo âm lịch tạm ẩn. Sửa xe này. Thời gian có học bao nhiêu lâu? Ở 20 đêm. Anh em tiệp tin này. Ngô Văn Đạt này, em gửi bác này. Ngô Văn Đạt là ai đây? Em xin chào thầy. Liên tục tài khoản này lúc mấy giờ? 21:53. 21:53 mà có thấy tiền đâu mà 21:53 nhỉ? Đây à? Ai ra 21:53, 22:49 nữa.
21:53, ok. Truy cập nhóm nè. Admin à? Tin tin đi rồi, giờ thời buổi này ai có xài tài khoản nữa mà. Tin tin đi. Tin tin đi vào bảo học. Có gì đâu. Nhóm nè. Ok nè. Ai trong này nữa không? Đủ chỗ 9 thành viên yêu cầu trong này ông nào đấy? Mới ông này ông nào? À, ông Huỳnh Trưng này ok nè. Từ từ kiểm tra mấy ông này đã vào nhiều thế. Ông nào đấy? Quốc Tiến Phát. À, ông này ok rồi. Ông Phố Núi đúng rồi. Ông Phố Núi này. Ok. Ông Tuấn Đoan này là ông nào? Đủ ông nào đẹp trai thế, xăm mình xăm mày. Alo. Số điện thoại anh em. Đủ đẹp trai này vào học à. Mình xin số tài khoản. Wow. À, là Nguyễn Tiệp. Gì đây? Có đồng hồ lít 125 không sư phụ? Có anh. Ok. Ông Nguyễn Tiệp này có tài liệu chưa? Anh có tài liệu chưa? Chủ có 9 ông. 9 ông yêu cầu trong này. Ông Phố Núi. Ok rồi. À, ông Linh này. Ông Linh này. Ok. Kết bạn ông Linh nha. Alo. Ông Phố Núi vào nhóm rồi nha. Ông này đẹp trai nè. Ông này ông nào đây? Alo. Anh số điện thoại. Ông phải truy cập vào Zalo với Facebook của tôi nữa nha. Số điện thoại anh ơi. Nó phải trùng khớp số điện thoại tôi mới cho vào được nha. Bởi vì Zalo các ông khác. Ông Khổng Hùng. Khổng Hùng này quen rồi. Khổng Hùng alo. Mà ông phải kết bạn với Facebook của tôi nữa cơ. Ông Lê Hải. Ông Lê Hải. Số điện thoại anh ơi. Ủa, nhiều quá mấy ông, nhiều quá vào nhóm nhiều quá. 93 thành viên, từ từ rồi copy cái đường link kia đã. Em gửi bác. Ờ đây ông này, ông này. Ừ, ông Thu Thu à. Thu Thu này, Triệu này. Mẹ chưa gửi tài liệu. Ờ ok anh trai à. Ông này mua máy vào nhóm này. Chụp hình ông này lại luôn này. Ông này chưa gửi tài liệu. Tuấn Thần Đạt. Tuấn Nguyễn. Ok. Một triệu anh ơi, một triệu. Tin tin anh ơi, tin tin để lại số điện thoại chụp màn hình qua nha. Tin tin đi. Nguyễn Lực. À, Nguyễn Lực có tài liệu. Nguyễn Lực, Nguyễn Lực, Nguyễn Lực. La, Lào Cai, Lào Cai, ok. Ê, 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 vào nhóm. Mai gửi cho em 0.8 1 lít 3, mỗi loại 10 chai, ok. Ông Duy Linh rồi. Ông Trung Nguyên. Ông Trung Nguyên ông giỏi nha. Ông truy cập nhanh thế ông Trung Nguyên. Ông này ở Đà Nẵng. Ông này còn tí tuổi. Ông này tài nghệ tài giỏi phết nhỉ. Alo. Alo. Chào sếp. Tụi sếp này tuổi trẻ tài cao. Mẹ giỏi thật. Mẹ truy cập nhóm luôn. Chưa gửi link biết truy cập trong nhóm. Lê Hải. Mẹ. Chào sư phụ rồi ghê đấy. Ông Huỳnh Trưng này. Huỳnh Trưng này nợ 500k thì phải vào sổ luôn.
Huỳnh Trưng này, Huỳnh Trưng này vào sổ 500k. Ok, ông Trung Nguyên vào nhóm nha. Rilat Linh đâu nhá nhở? Mai cho em vô với cửu trung nhóm. Ok đây, truy cập vào luôn đi. Vào đi ăn. Ngủ gì giờ này? Có 2-3 giờ ngủ cái gì? Số tài khoản nhé. Ok, 1 triệu nhá. Tin tin đi. 1 triệu nhá. Tin tin đi. Rồi, ông nào ở đâu? Rồi, 1 triệu anh ơi. 1 triệu nhá. 500k nữa nha. Rồi, gửi địa chỉ nha. Địa chỉ kèm số điện thoại nha. Tin 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 đi, em vào rồi. Ok. Ok. Mai không gọi nha, mai chịu khó lục ở cái nhóm đấy. Thanh Thủy gì đây, em này gì đây. Ngày mai em có xem live stream rồi. Em vào tay ga Đình Tuấn học thêm online rồi. Thu Thủy. Rồi, cho bố vào nha. Bố, bố già. Con mời bố. Gì đây? Cái gì đây? Ông này chuyển khoản rồi hả? Lực hả? Có tài liệu cho anh ơi. Địa chỉ số điện thoại anh ơi. Mai nó kiểm tra hết mấy ông này. Zilin. À, ông Zilin này hả? Zilin này hả? À, ok, ông Zilin vào nhóm nha. Rồi, truy cập lại nha. Tôi đồng ý nha, ông Zilin nha. Ok. Mẹ nhiều như sao xa nhỉ. Duy Linh đây. Ok. Lực Nguyên. Một triệu ăn ơi, chuyển thêm tiền đấy nha. Một triệu ăn. Thông cảm nha, mọi người thông cảm nha. Mọi người không có tài liệu để mọi người học cái gì. Nguyễn Tiệp. Rồi. Long Biên, Hà Nội, ok. Của ai anh em ơi? Gì bố già này nhắn tin gì bên này nữa? Anh đang tính gửi em một con mã SM dòng Sega 23 trở đi mỗi loại một con. Nhưng chưa biết hàng tháo xe. Xe ra sao? Sao rồi ơi? Ok anh, ok anh. Rồi, có tài khoản nào tụi bây có tin tin được không nào? Ok, 500k, 500k, 500k. Ôi trời ơi. Số điện thoại anh em ơi. Ok, mai chuyển khoản nhé chú. Ok anh. Khổng Hùng. Ok, Khổng Hùng. Xin tố tài khoản anh ơi. Ok, ok, số tài khoản đúng, liên tục, đông thế.
Vào đâu để học hả? Vào đâu để học? Phải vào nhóm chứ. Mới ông này thật sự, mai không có gọi IE, mai tắt nguồn hết. Nhóm mà có rồi cứ vào đâu nữa. Giờ này không chịu tập vào nhóm, nhả nhóm vào nhóm đi. Ăn chi phí số tài khoản này, ăn chuyển khoản và số tài khoản này nhé. Ok. Chuyển đi, tin tin đi. Cương này chưa vào nhóm. Ok, cụ già. Mẹ tôi liếc qua tôi biết ông nào là ông nào hết. Ok anh. Sáu ông. Gửi gì anh? Giờ này hết rồi, giờ chỉ gửi tiền thôi. Ơi, xin chào anh em offline nhá, phê quá.